luôn các bạn. Rồi xịt thơm đi cho nó nhiêu đĩa cày thơm rồi. À đó. Vô bánh ạ. Rồi bánh cắn này sao bạn Duyên? Dạ. Cắn đủ chưa? Dạ cắn nha, để em gửi số lượng qua chị. Chưa đâu em đâu có cái to đâu. Nè để chị cho em cái số điện thoại nè. Đi xuống. Này lên sớm mấy chị giật mình té xỉu bên bờ đê. Rồi em chụp vô đây nha. Alo alo alo. Dừa khô lên giá. Ai có dừa thì đem đổi về đi. Men trời đợi chị gái rồi em lên nè chị gái xinh đẹp, từ từ đợi tôi chút xíu bà ơi, bữa nay quá trời đồ luôn nè, nay lại sớm nha, hôm qua bơm like bữa nay em lên like mấy chị nè. Rồi ok la nè, đợi em xíu nè. Hello hello hello. Cho chị cùng ý kiến hả con? Ồ sao mày trộn chung chung gì với bà Duyên hả? Người ta có xíu chịu dài nghe chứ, tự nhiên trộn chung gì nhỏ này. Ơi bà Duyên này. Duyên mà đá cái văn gì xong bé quá Duyên. Nè mày qua đây gỡ thôi. Ai mượn mà tự nhiên tao đang mày lửa hay mày lửa hai cái bánh với mì người ta ra tự nhiên cái mày làm gì? Sao làm ăn gì được? Sao được? Hello mấy chị xinh đẹp ở Vinh nè. Trời ơi. Em tới rồi đi. La la li li li. Rồi em chào mấy chị xinh đẹp nha. Chào Yumi nha. Chào chú Thảo Trang và chú Hàng Khoa. Bữa nay em dẫn hai chương trình là sale đẹp luôn với bà luôn nè. Vô luôn mà em đi. Em lên hay sớm nha. Em lên hay sớm. Kiểu là em về em nôn nó, hôm qua em không like cái bữa nay em nôn nó chị, chứ em thức em thức sớm với mấy chị. Dạ mua hình chốt chung hình giùm em đi, chiêu Đặng thì Cẩm Hồng ơi. Dạ ok tình yêu Ngọc Thanh nha, em lên ý cái này nha mấy chị, quá trời đủ ý nó đẹp nè. Rồi cái một giờ em lên sòn mấy chị nha. Đó, cho đúng chương trình đi cho dễ đi. Rồi ok la mấy bà vô đông đông chưa. Ý cũng có nhiều cái đẹp lắm nha mấy chị gái xinh đẹp. Rồi chưa con, qua đây ngồi đi con, mình đi qua lòng vòng mọi con cái yêu. Rồi ơi, xem cho mấy con nè. Lòng vòng mọi bà yêu xinh đẹp. Rồi giờ này là ok la nè mấy bà. Em xem chiếc nhẫn bông mai nữ hoàng 1.100.000 ra dẹp luôn. Giờ này đang like rồi, giờ đi qua làm gì ạ? À, tự giữ đi con, mà chút xíu đưa qua người ta coi lại, tự nhiên người ta đang like rồi. Đưa bút lông đi con ơi. Rồi chốt đơn là em nhẫn giùm em là 5.800.000 giùm em. Mấy chị ơi bây giờ nó 1.700.000, 1.800.000 hết rồi, em xem có 1.100.000 mà. À, đi tay với Vinh chỉnh sửa, đi tay vô tư luôn nha. Trời ơi nó đẹp nè mấy chị gái. À, 1.100.000 một gam, 5.800.000. Dạ bữa nay đúng hẹn luôn á. Đúng hẹn nôn trời ơi, chắc tạ giờ này mấy chị ngủ giờ này chưa thức cái gì rồi. À, chào Cẩm Trang nha, chào Nguyễn Chim, chào Võ Mỹ Nga, chào Long Nguyễn, chào Nguyệt Chế. 610 à. Cái tin mừng chưa có lên, em lên bạch kim, lên bạch kim nha. 5.800.000 em chú tình yêu Ngọc Nương nhầm em. Trời ơi có 1.100.000 nha. Rồi chúc đơn. Rồi ngồi sát sát qua đây đi con, đứng xa quá sao ta đưa được. Rồi em có một cái sợi dây này. Trời ơi chị nào bao lâu cũng nghe 1.000.000. Bây giờ nó là 1850 rồi 4 tấc 2, 4 tấc rưỡi nè. Con cộng bi kim cương thôi. Bữa nay vàng bố số 9, 5, 9, 20 chị ấy ơi. Giá u như kỹ nha, tại tiệm và trên like cứ ghé đi có em nhà nha. Em ngủ hơi trễ, 10 giờ mới có em. Đó. Rồi em chốt với chị luôn 1.450.000. Rồi chốt đơn em 9.062.000. 9062 chỗ cái bi này đẹp lắm cả nhà. Cái này bi này mấy chị đừng bỏ lỡ thật sự. Hồi đó giờ em bán em chế cái bi nào đẹp như bi này chứ. 4 tấc 2 luôn em. Đó chị. Em cố định là sòn 1 giờ.
ý là 10:30 nha, còn 610 nó buổi tối được em lên, còn được là em bơm buổi tối. Rồi chúc đêm em tình yêu Long Nguyễn 906 62 con. Bữa nay giá lên cái gì cũng lên mà em bán giá y như cũ, cho nên là chị nào được đọc tên chuyển cọc giùm em liền luôn nha, còn không em 54 được em lấy ăn nha. Rồi ok chị yêu Long Nguyễn 9062, bông tai giá quá đẹp luôn mà em chốt chân chịu 250 bông ghép, một đôi duy nhất, một đôi duy nhất, một đêm duy nhất của ngày hôm nay. Rồi chúc đơn 1250 à, tôi nhìn con à, mà mày cách chùm chùm với chị tự nhiên ai kêu mày dồn hay vậy, có nghĩa là mày canh mày cộng chung được chứ phải mày làm gì trời Phật. 10.400.000 giá 1250 đây, quá đẹp cho một cuộc tình. 10.400 à, giá 1.250.000 đẹp nghe mấy bà, khỏe gái. À, tối 610 chị à, một giờ em không bơm đâu, còn buổi tối thì hên xui nghe mấy chị. Ôi ồ nó đẹp nữa nè mấy ba. Ồ mê lý chưa, em sell cho 1.100.000 yêu thương đông đầy y chang nhau, cái này bỏ ra 1 gram 3-4 triệu cũng ngon được luôn nha. Chúc đêm em cái nhẫn Amaro Nam Phi 7.062.000. Ờ lợi thuốc rồi, chị thấy em mặt hết mụn luôn rồi, tại tới mùi dâu rụng á em, dâu rụng nè, dâu nó rụng rồi là mặt tao cũng hết mụn luôn. 7.062.000 nãy là em chốt chai rồi. Chù xin lỗi. Rồi chị yêu Trang Tú Anh, ai đầu tiên vô cho inbox cho em xin bill cọc liền luôn nha mấy chị, 5 phút em không nhận được bill cọc em lấy đồ ra luôn nha. Rồi nói trước kẹo quá ngon. Rồi bông tay nãy chị nào hỏi tôi sao rồi bác kêu rồi. Em có cái van lít nè mấy chị, cọc này mới nha, mà tại còn cọc nè cho nên xả luôn nha bà yêu thương ông này nè. Dây màu đỏ em hết rồi đó, 7 ly nè. Em chốt luôn cho mấy chị luôn nha, 1.499.000. Chưa tới giá vàng luôn nghe mấy chị, 3.37 ly. Trang Tú Anh trước em ơi, ai trước chị đọc trước chứ không có đợi nha. Ai phải Vinh ngồi nào là trước, Vinh đọc trước cho nên là chơi công bằng, công chính liên minh bao thanh tiền nha. Rồi chúc đêm em 3.300.000 cho tình yêu Tiên HMT này. Rồi chuyển cọc giùm em 3.000.000 nha, nhỏ lớn như con chỉ giùm em 3.000.000 cả nhà. Rồi chúc đơn giùm em với Vinh hết. Rồi dây cạch tia nè, thằng ơi qua gửi giùm ba con dây này ra cưng. Rồi thằng ơi gửi ba con nó ra nè mấy chị. Lắc bi nè, bình thường mà chị mua 1.750.000 là tại tiệm đúng không. Rồi em chốt cho mấy chị luôn giá yêu thương đông đầy 1499, 1499 nhầm em. Rồi chúc đêm em 4.200.000, trời giá quá đẹp cho một cuộc tình. 1 giờ lên sòn chị, 1 giờ lên sòn. Dạ xi trắng được chị ơi, mà van không có xi nha mấy chị, nhiều kiểu nó xi nó sấy bị nám, sợ nó sấy bị nám lắm cả nhà. Rồi chúc đêm em 4.200.000, 4.200.000, 4.200.000. Mở nhạc khác đi con, đi muốn đi tu gì mở nhạc đi con ơi. 4.200.000 xe cái giá 1.499. Rồi ok em hết nha. Rồi em chốt cho đa bông thương hiệu LG nè. À rồi để em dồn vô đợi em xíu. Nè mấy chị bông hiệu luôn. Ơi đồ hiệu nha. Em chốt cho 1.399.000. 1.399. Rồi bây giờ chốt đơn cho 5.300.000 giùm em bông LG. 5.300.000. Rồi đâu này đây anh ta là dễ thương đích đẩy nha. 4.200.000 là em chốt cái tình yêu nào đây? 42 Phương Nguyễn giùm em nè. Rồi chuyển cọc giùm em nha. Chơi Facebook sao nè. Sòn chút xíu em like tới chị, em like đúng giờ. Em nói chung là giờ này em muốn like sòn á, nhưng mà em muốn chia cho nó đúng thời gian. 5.300.000 nhầm em đôi này. Trời đôi này đẹp và bao đẹp luôn nha, hàng VIP luôn em. 5.300.000. Rồi 1.399 nhầm em 5.300.000. Đôi này bỏ lỡ uổng á. Em chúc lên tình yêu Thiền Vân. Mì kim cương đặc biệt nhầm em, ánh sáng có thể hệ mặt trời luôn em nè. Rồi em về cho mấy chị 5 tấc với 4 tấc rưỡi. Lấy ý kiến đi bà nhỏ, lấy cái sao tao cột được. Nó họ tao hết chịu vậy cái mì cái gì kia đó rồi. Tao không có chịu nữa, biết sao nó ấy quá. Ừ.
Rồi em lên mấy chị luôn. Mì này mấy chị nào bỏ lỡ là uổng nha. Em lên 4 tấc rưỡi với 5 tấc nè mấy chị. Trời ơi đẹp giả mang mấy chị ơi. Kim cương bánh ú luôn em. Bây giờ nó là 1840, 1850 hết rồi. Em chốt cho mấy chị luôn với em thương nông đài nha. 1.599.000 4 tấc rưỡi. Mì này là sáng long lanh cành đào. Giá tôi bán y như cũ à. Tại tôi trả tiền trước nè bà. Đó. Giá quá đã cho một cuộc tình chưa. Rồi bây giờ em chốt đơn mấy chị nha. 1.599.000 em có 30 cộng 4 tấc rưỡi. 20 cộng là chiều dài 5 tấc dùm em. Trời ơi nó đẹp nè mấy bà. Cái này bà đeo muốn cho nó muốn cũ chà lết quá xảm cũng không cũ được nha. Đó. Đúng rồi phiên bản mới. Đây có. Là đẹp lắm em mua đẹp như chị với cưng vậy đó. Rồi em lên 4 tấc rưỡi trước nha mấy chị gái. 1.599. Bán bằng giá lai chim cho tại vô vụ vậy đó. 1.999.000 vụ vậy đó. Vụ vậy đó. Báo rồi. Báo nè. Em bán u như kỹ mấy chị ơi. Cứ ghé em chơi em nha. 17 triệu. Giờ em đang cầm mấy chị mua tới 21.500.000. Em đang bán rẻ hơn thị trường tới 4.5 triệu. Rồi chút đây em làm 17 triệu nha này nha. Rồi em chốt đơn cho mấy chị 17. Trời cái này là bao đẹp lên cộng em cái đó của tôi nha bạn yêu. Trời ơi nó đẹp giả mang cho mấy chị. Cộng này mấy chị đeo cực kỳ là bền sáng. Nhận ông sáng trả lại cho em. Em cho mấy bà bóc tôi lên Facebook luôn. Uy tín luôn nè. Nó đẹp giả mang luôn mà em rồi. Giờ em đang cặp. Bên đây là em có 2. Chị nào lấy 5 tấc giùm em là comment giùm em 19 triệu. Lấy 4 tấc rưỡi comment giùm em 17 triệu. Ai mua 4 tấc rưỡi, cắt 4 tấc 2, cắt 4 tấc, cắt 3 tấc 8, cắt 2 tấc rưỡi, muốn cắt gì cắt, muốn thoải mái. Muốn lên lắc chân cũng được luôn. Tôi chơi đẹp với bà luôn, đó, mùa này. À, y như đồng đầy, rồi. Thanh Đảo lấy đi, Vinh cắt cho 4 tấc 2, Thanh Đảo rồi. Nó có dây nhỏ nữa nghe mấy chị. Cộng này em đang like là cộng dây nặng nha. Cộng em đang like là cộng dây nặng, nó có nhẹ hơn nữa nha. Để em lên nó nhẹ hơn. À, rồi em lên nó nhẹ hơn nè. Có dây nhẹ hơn cái gì mẹ. Ồ nó cũng nhẹ không có nhiều đó bà ơi. Coi cỡ nhau xíu à, nhẹ hơn 1 triệu 2 triệu. Cứ chốt mà em đi đi. Nè 17 triệu tình yêu Hoa Nguyễn Hằng nè con. Lấy 4 tấc rưỡi nè con. 17 là 45 nha à, có ghi chị 45 đó. Rồi 19 là 5 tấc dùm em nè. Cắt tường nè. Thảo ơi Thảo lấy đi 4 tấc rưỡi đi rồi à. Có gì thì mình cắt cho Thảo nha. Hai đầu Thảo lo có Vinh lo nè. Đây cái xinh đẹp 17 triệu Nguyễn Hằng. Trời ánh sáng nó đẹp lắm mấy chị nè. Trời ơi, nó long lanh lắm mấy chị, màu của nó là màu tí à, ok tình yêu Thanh Thảo giùm em là 17 triệu à, em lấy 45 đi rồi kêu tụi nó cắt ngắn 42 cho em nha. Dạ 17 à, tin nhắn à, ok gái đi Vinh coi liền tình yêu Thái Phương Linh. Rồi mấy chị có gì. Trời ánh sáng này đẹp lắm mấy chị. Uy tín nha nè. Bao đẹp. Giờ này mùa này mấy chị đâu có mua mì kim cương được giá 1599 được. Hình như cộng em đeo là cộng nhẹ đó. Còn cộng nặng hơn là nặng hơn nữa mấy chị. Để coi có nào nhẹ không rồi để em coi. Để em căng cộng này coi cho em cộng nó khoảng 10g này. Cộng nó khoảng 10g rồi. Đúng rồi mấy chị, cộng nó khoảng 10g rồi đó cả nhà yêu xinh đẹp. Nè rồi có. Rồi ok Lan, để này làm chị đi. Giá quá đẹp luôn rồi, nữa là còn phải chụp này. Để cho nó bán lẻ, cho nó bán lẻ đi. Mẹ nó mẫu cho mới bán lẻ nào không? Dạ. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22. Ồ, rồi đó, cho bán lẻ đó. Nè nè, cho 5 tắc đó nè. Đây, em lấy 5 tắc nè. 2, 4, 6, 8, 10. Rồi, đó, rồi đây cho tôi bán like. Ok, like chị. Như dây nhỏ là 17 triệu đó mấy chị, dây lớn là nặng hơn đó dùm em. 10 triệu 400 là bông tai, mấy Vinh đang đeo làm đi hơi lâu chị gái ơi. Hỏi làm đi chừng nào xong kỳ Duyên ơi. Dạ. Ngày này năm sau chị ơi. Ngày này năm sau. Trời ơi. Em chốt dây chiếc nhẫn hoa bông cúc bông hoa bông dương như này em sao cho 1 triệu 1. Tổng hết là 32 đó chị ơi. Bán 1599. Tổng hết là 32. Rồi 32 rồi. Giờ đưa 2 đưa 2 cộng ra đây. Rồi em lấy 4 tắc 2 chị ha. 17 triệu lấy 42 đi con. Này trả tôi 2 cộng đi. Chị em trả chị 1 cộng rồi nha chị. Rồi à. Có dây nặng hơn dây em đang đây là dây nhẹ rồi. Em đang đây là dây nhẹ. Ngày này năm sau. Trời ơi làm gì ta hỏi kìa. Cắt đi chừng nào lâu kìa. Rồi dưới ni tay 13, 14 là đeo dừa nha. 7 triệu 183 ngàn. Vinh đang đeo 4 tấc rưỡi nè gái. 17 triệu
4 tấc rưỡi 17 triệu giùm em, cũng 42 43 mấy chị chốt xong cắt ngắn được vô tư thoải mái nha. 7180. Em xe cái giá 1,1 triệu. Trời ơi nó đẹp mấy chị, chiếc nhẫn bông mai. Chủ nó hộp cao cấp. 7180. Xe cái giá 1,1 triệu. Rồi dây chuyền thì em dây mới con cộng duy nhất em bị khách bơm em. Em Vinh chốt xả luôn cho 1,599 nha. 4 tấc 2. Trái tim lưới bi kim cương. Giá ưu như chỉ nha, giờ này cũng bán khoảng cỡ 1,5 triệu mấy chục ngàn trở lại thôi. 1,650 cân tiệm. 7,2 triệu. Like mày bán giá đó, tiệm bán giá đó nữa sao được bạn. Ờ 6,5 triệu thôi, được rồi, 1,65 thôi. 7,2 triệu em xe cái giá 1,599. 7,180 là tình yêu thun quanh, ok chế. Dây chuyền có 7,2 triệu mấy chị ơi. Ê đặng cái đi lên đặng cột, đi đặng quăng, đi. Đi đặng quăng, ai đó cho mày quăng ha. Ai mượn mày quăng rồi để em đó đi, ai đâu mắt của mày nó mày đợi. Nè mấy chị, em có đơn dòng nữ hoàng nè. Trời ơi, giá quá đã cho một cuộc tình. Thôi đừng quăng nữa, tao nhức cái đầu quá con. Dẹp vô đi ai đâu mắt, chứ mắt đền à. 50, 51, 52 dùm em nè. Em chốt với cái dòng nữ hoàng luôn, 1,150,000. 1,150. 16,200,000 dùm em, đẹp mấy chị. 16,2. Giá quá đã cho một cuộc tình luôn em. Giờ em chốt tình yêu 17,4 triệu tấc rưỡi cho tình yêu Nhi Nguyễn. Trời ơi cái vòng tay đây trơn luôn nghe mấy bà. Đây trơn nha. 16,200,000. Rồi có 1,150 rồi mấy chị. Chưa tới giá vàng luôn. Đi nấu một cục bán khổ lợi hơn bán cho mấy chị luôn á nè. Đó. Đó. Ni em đang đeo là 50, 51, 52 mà bây giờ chỉnh sửa đi được cho mấy chị. Đó. Rồi em cứ đừng yêu Linh Trương 162. Cho xếp này được không? Trời cái đó gì 610 mà là cái gì bà? Ủa sao vậy? Ủa cái đó là 610. Trong hình nó 610. Thì cũng cho người ta like, người ta nói 5 set tự nhiên không like. Đâu phải tao có 1 set đâu bà giữ. 5 set lắm. Rồi 1150. Dây chim, dây tim. Dạ dây tim mà tự dự định nói đi dây chim rồi ông nội mẹ ô. Rồi 7,200,000 dùm em Trang Thị. Rồi vô trong dùm em, Giang đang đeo là 17 triệu cục vàng ơi. Đây nè chìa khóa đẹp dây chim mấy chị. Chìa khóa ha, bia ghét chờ nồi luôn, ai gì xin xin luôn em cực kỳ đẹp. Rồi em chốt cho mấy chị luôn nhá, 1,250. 8,110,000. 8,110,000. Chị kia dẫn cho Yasmin luôn đó gì. Ốc mà nổi chị tao luôn. Tám triệu 110,000 dùm em. 610,44,15 em ơi. 8,110. Mùa này mấy bà mua trên 1,8 triệu hết trơn rồi nha. À, đẹp dễ sợ chưa. 8,110,000 dùm em chốt cho Anna Nguyễn. 8,110. U như chỉ mấy chị ơi. Được cái là em trộm vía. Em đoán trước tình hình. Em nhập vàng trước rồi. Sợ em cũng có lấy cả rổ trước rồi. Cho nên em được giá rẻ. Bây giờ mấy bà mua đi được nó rẻ chứ khúc sao mà em bán là em để tiền luôn thì được. Em nhập là em nhập hết được rồi. Đó. Đó. Ni tay số 10, số 1 đeo vừa chỉnh đi không được nè mấy chị. Mà chứng nhận người ta nói đẹp giả mang mấy chị ơi. Nè đế với thành bên hông này đẹp giả mang nha. Không có chỉnh đi được giùm em nha. Em sell cho giá 1,1 triệu. Rồi chốt đơn giùm em là 5,500,000. 5,500. Ni số 10, số 11 dây dinh đang đeo là 17 triệu cho Long Nguyễn ơi. Dây đang đeo là 17. 5,5 triệu em chốt cho Thanh. Đâu rồi dục đâu nữa Thanh ơi. Đợi Vinh chút xíu bé Thanh. À, dây nhỏ là dây này là 17 nè con. À, con đưa con số dây 17. Còn cộng này nặng hơn chút nè. Nha. Cộng này 14 gram mấy chị. Cộng này tới 22 triệu. Cộng này là 22, nó có hai cỡ, cộng lớn với cộng nhỏ, cộng lớn xây lớn luôn em là 22. 22 triệu là cộng Vinh đang đeo. À, 5,5 triệu là em chốt cho. Đó cái đó là con chừng lấy lộn mấy con. Nó có cái số đấy không? À, dây chữ B màu hồng Vinh còn. Chết bà đi Vinh dục chiếc nhẫn ở đâu rồi ta? Nó dục nhẫn đây 5,5 triệu. Rồi 5,5 triệu em xe cho 1,1 triệu. Ê nó nghe nè, cái quạt cái gió nó mới thể nào một là xuống luôn, hai lên luôn không. Nó bay mấy xước tao chứ không gì chứ. Rồi em chứ tình yêu 5,5 triệu tình yêu Ngọc hơn.
Nó ngon cái tay em vừa, cái đó giờ em muốn nhanh hay không? Để em nhanh nha. Đảo màu hồng đó là hàng 610 qua em xả rồi đó cưng. Em kêu Vũ lấy cho em đó, bé Tha, cái gì? Đổ vàng. Cái đó 610 rồi đổ vàng. Rồi mẹ cô Tiên nè. Em sale với 1,2 triệu. Mẹ cô Tiên em sale với 1,2 triệu. Yêu thương đông đầy, mãi mãi tình yêu từ ban đầu, mối tình đầu nha bà. Chốt đơn nhà em 6,470,000. 6,470, mẹ Quan Âm Bồ Tát em sale với 1,2 triệu. 6,470, ồ, chào nhãn sự tùy duyên, lâu quá không gặp. Ni số 7 nhận nó hết trơn rồi, gái yêu xinh đẹp nha. Đẹp giả mang cho. 6,470. Em chốt tình yêu Nguyễn Ngọc, mẹ cô Tiên. Rồi, chốt đơn. Rồi nhẫn 5 hộp nữa nè. Ni số 10, số 11 đeo dừa. Đẹp dễ sợ chưa? Màu hồng luôn. Em chốt cho giá 1,250,000. Mẹ cô Tiên em chốt cho Ngọc rồi. Vô trong chắc inbox chơi Vinh xin biêu cọc liền nha cả nhà. Thương Vinh nha. Ni số 10, số 11, số 12. Chốt đơn 3,5 triệu. 6 viên hộp 2,5 ly luôn em. 3,500,000. 3,500,000 giá 1,250. 1,25. Rồi em có một cái dòng này. Trời ơi đẹp ra quá mấy chị. Ở dưới đây nè có chỉnh sửa ni rồi luôn nha. Dưới đây có chỉnh sửa ni luôn nè. Đó, một cái dòng viên kim cương 3,5 triệu em chốt tình yêu Thu Quanh. 35 Thu Quanh. Và tiến thẳng em thấy tiến thẳng nha chị đẹp. 17,460. Ni tay 50. Em chỉnh sửa ni tay được. Màu của nó là màu tiết nha. Đó, màu của nó là màu tiết. Vàng hồng ở đó chưa có em ơi. 17,460 quá đẹp mấy chị. Có 1,250,000 thôi. Dòng này có ni 48. Cái này cắt ni được nha cưng. Cái này cắt ni được. Nè em có một cọng dây này. Khách mới đeo xong đổi đồ liền luôn nè mấy bà. Dây bi rút này bà đừng bỏ lỡ nha. Bi rút nhà em là VIP. Bây giờ tại tiệm nó cũng nói là 1,650 rồi. Chiều dài 7 tấc nha mấy chị. Em chốt cho 1,450 dùm em. Rồi lên luôn em. 11,500. 11,500,000. Nhẫn 5,5 triệu. Chị thấy cưng á nhưng mà cưng sao lâu lắm nhỏ ơi. Sao lâu lắm nè đó. Mới đi à. Ây da, có con trai đòi cưới xúc. Ai cưới tôi vậy? Trời ơi tôi cài chớn lắm ba ơi, đừng thấy nó vậy. Thấy ngoài dễ thương chứ đi vô trong rồi mới thấy mấy bà biết không. Ngồi trong cuộc mấy người hiểu, ngồi trong kẹt chồng em cũng đau khổ với em lắm. Thấy dễ thương vậy chứ không phải dễ thương đi cà chớp. Không cho không ai chịu được đâu mà cướp tôi à. Rồi ngăn xô lê cướp tôi à. Thấy chứ dễ thương với mọi người đấy chứ với chồng tôi cà chớp lắm. Chịu nổi đây em về, em chịu nổi 3 ngày em khui xong em đòi trả lại hay mua nội nữa. Mà hàng khui rồi miễn đổi hoặc trả nó mất công. Mà ai đòi cướp tôi à, trẻ không, đẹp trai không à. Rồi 1,450 chốt đơn. Rồi dây này gọi em chị luôn như này nè Duyên ơi. Nè nè mà gỡ em tôi đi. Rồi chữ B bạn nào bạn già nè hỏi tôi chữ B nè. Ai hỏi mình chữ B 1399 luôn em chữ B nè. 1,500,000 nó ai lấy rồi. Rồi chữ B em 21 triệu. Ai trời trọng tôi kiệm nội mẹ ơi. Này này ơi à. Rồi chút đêm 21 triệu dùm em. Đó áo thùng áo hơi vậy luôn. Rồi chú ăn. Nè chồng ơi lại 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 cái 1,399 nha. Rồi Hí ăn lên em 21. Cà chia hả? Cà chia có cà chia nha. Với lấy cà chia chưa? Giá 5 ký được luôn. Hồng Nguyễn không để má rau của Hồng Nguyễn nữa con. Cô Hí ăn cô hay đổi, có đồ đổi cô kia hốt nha. 5 ký được luôn cục vàng. Nè để má sao nè con 21 triệu. 21 1,399 thôi giá vàng luôn em à. Lại, em nhận gì được vàng yêu. Rồi em có một cái mặt chìa khóa lệ rơi nè LV dùm em màu vàng hồng này mấy chị. Em chốt cho giá sale 1,299 giá yêu thương đông đầy nha. Chốt đơn em 4,940. 4,940,000. Dạ chốt Italy trên live thì em si trắng nha. Dưới live em không có si, chúc hành em không có tặng. Rồi em có một con cái duy nhất 4,940. 1,299,000 mấy chị. Rồi em bị chị nào bơm em con này nè mấy chị.
em xả lỗ con này luôn cho 1499 giùm em là màu hồng. Này vui gỡ mèo luôn, vui giỏi vui gỡ luôn đi. Rồi 4940 tình yêu liên kim. Bốn chín bà có lắc chặt lạc cái gì. Rồi em có sợi dây bi kim cương nè mấy chị, 4 tóc nha. Bán tặng cho Giang 1.350.000. Con này đâu đó. 1350 nó bị dính. Rồi vú lệ 2 cộng vô gì có nữa, vú biết cái nết em xíu em dãy vú nữa. Cái nết em coi như vú vô bỏ chung nó nghe. À, trời. Cái nết mà đau bụng ghê nhưng mà vú nó chị giờ cái này đó. Rồi chiều dài 4 tóc giùm em nè, chốt đơn em 9 triệu lẹ lẹ đi. Mấy chị ơi, 1 triệu 8, 1 triệu 9 hết rồi. À, giá yêu thương đông đầy. À, có hỏi ngàn năm có 1. Rồi 9 triệu giùm em, chiều dài là 4 tóc. Ngàn GB kim cương 1350. Yêu thương đông đầy rồi, em chốt tình yêu Lê nha. À, dòng đinh xem đó nha. Dòng đinh không có ở đây nè. 9 triệu lẻ 62 ngàn, chị nào bơm em. Ồ, cái số này đẹp lắm mấy ba ơi. Đẹp cực kỳ luôn mà em. Bính mới dinh năm tắc mới về rồi. Mấy chị dây gì mấy chị ấy mấy chị đưa vô 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 em mong bính nó luôn vô. Em về được 10 sợ. Bính 4 tắc rồi mới dinh về được 10 giây. Rồi 9.062 ngày nhầm em. 9 triệu nay chốt cho Lê Nhâm rồi. 9062 em chốt tình yêu Nhung chưa. Rồi 9062 ok la gái. Rồi mình hết luôn. Rồi con ngựa bay dình lộn đã rồi bơm. Em xe mặt ngựa bay cho mấy chị luôn nha, 1.200.000. Súng răng hột nha, chút nhận hột lại. 4430. 4.430.000. 443. Dây chuyền bông mai 5 tấc 4 tấc 2 nha. Rồi ok lên lên. 4430 em xe cho Giang 1.200.000. Ngựa bay ngựa bay. Đó, rồi em có con ong nè. Ông thấy thương không? Màu vàng hồng nè, em bán tặng nè, 1399. 443 cho tình yêu lương lon lon lương. Dọc đinh ha gái. Rồi rồi từ từ vô nè. Nè nè bạn Mẫu, bạn Mẫu qua đi cho bạn coi nè nè Mẫu. Nè nè nè, nổ gì hết trơn nè, có 15 món. Nổ banh sát hết trơn nè, nổ banh của tôi chân nè. Rồi giờ đền tôi hàng sao. Nè. Nổ gì không đó. Rồi em chốt cho bông con ong nè. 3.360.000, nổ gì trơn á, có 20 món bán lỗ tục quần. 443 hết trơn. Rồi con ong nữa em nói chị ấy xinh đẹp. 3360 nha. 3.360.000 con ong. 336. Em sale cho giá 1.399.000. Con ong dễ thương lắm, theo đi chung ong mới chích. Rồi dây mặt túi giùm em 4 tấc 2 nè, mới nha. Mới nha, no 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 no. No no no, 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 no. Second hand new collection nha. Mà ta còn cái one. Rồi em chốt cho mấy chị luôn nhá, 1.499.000 dây luôn. 3360 tình yêu Lê Ngọc. Rồi 336. Ý con là phải chỉnh cho nó qua cái đầu nó, đừng quay cái tóc nó không nói à. Rồi cái dinh chốt đơn cho mấy chị luôn nha. Này 12.300 bao đẹp xi trắng luôn. 123 trời ơi mấy chị gái, mấy chị gái ơi, 12.300.000. 3360 ai lấy rồi. Cái mặt túi tiền lá lẽ cũng được luôn. Lên luôn đi chú gì. Lên luôn 12.300. 123 1499. Ôi con cặp cái năm môi gì đẹp mặt à. Trời ơi đẹp lắm, yêu xinh đẹp. Ừ em nói đó mấy chị, em nói giữa tiếng Anh với tiếng Việt Nam, em nói chung. 123. Rồi gấp một cái giá dưa lận chị. Trời ơi để cái máy xước này nó nha. Nó lụm lụm em ấy, lụm em ấy. Gấp dây mặt đây. Rồi xuống kẻ. Đây nè bà. Đây nè, chạy bật ơi đây nè. Ừ. Rồi 123 tình yêu Ngọc My nè. Bùi Diệp không kịp nè. Rồi 1230 nè. Giá giờ bán dị đó ai chịu nổi thì nổi. Rồi chiều dài 4 tấc nè mấy chị, GB kim cương nè. 4 tấc 2 đeo dừa nha. Rồi bây giờ bán tặng cho giá 1.350.000. 1.350 giá nói chuẩn đó mấy chị. Nói kiểu đúng không á.
Dạ quá đúng luôn đó mấy chị. 9.350.000. 1350. 9.350, 1.350.000. À, chốt đơn lẹ đi mấy chị gái. Rồi em có sợi dây này. À, ngắn dài gì đây cũng được, chị nào dài thêm tăng đưa toàn tay giùm em ha. Trời nó mô đen lắm mấy chị gái. Rồi em chốt cái dây việt sắt này cho mấy chị thua giá vàng luôn. Thua giá vàng để mình nấu luôn em thanh trà 9350. 935 15584 em chốt tặng cho dây này 1.200.000 thôi. Trời ơi mùa này còn bán 1.200.000 cho mấy chị mà toàn là đồ VIP không. VIP mua đụng hàng với Vinh Đền nha. Rồi chốt đơn em 19.000.000. Việt sắt mô đen luôn em 19. Rồi lên đơn em 19.000.000. Giá yêu thương nồng đầy 19. Em sale cho nhá 1.200.000. Này quá sâu rồi chị Thảo Trang. Con 1.199.000 luôn á. Ồ đẹp nè mấy chị. Xuất sắc chưa? Đó. Cái bà mặc đầm áo thun áo hơi ở chuồng cũng đẹp luôn, uy tín con dây này. Ở chuồng cũng đẹp luôn, 19.000.000. Rồi nhẫn heo LV nè. Em chốt cho 1.050.000 đi tay lớn lớn giùm em nha, 1050. 1 giờ lên sòn chị gái. Tối thì 7 giờ lên 610, nếu mà 7 giờ mấy thì bà chốt. Ừ. À, miễn à, miễn bình an là được chốt. Giống như cô Úc Phượng vậy đó. Gì à, Úc Hạnh đang like Úc Hạnh ơi, xíu đi Úc Hạnh, 1 giờ đi Úc Hạnh. Ờ ok Úc Hạnh, ok Úc Hạnh. Đi đi Úc Hạnh. Bà con với Úc Phượng không? Mặt đẹp qua lên tao coi mặt đẹp của Úc Phượng nha. Ai hả? À? Ê ê ê ê. Sao mày cho nó uống cho chị Úc chưa hả? Em nhâm, cái này em nhâm à? Ờ quá trời ha, tao thử có nó nghỉ ăn từ đây tới chịu. Tao thử coi, rồi thằng bồ mày gì thấy nó ớt chưa, mày cùng binh nó nữa. Mới ngày nào nó đẹp mày xài nó sao, game tao xài không xứ. Nhung địa chứ trời. Rồi 8.400.000 giùm em. À, coi con bấm nút xả của anh chàng màu tím nè con. Còn mắc cái gì mày không lên đèn thôi cho con mắc tao. Rồi tình yêu 2 Kitty nè. 8.400.000 nè Thảo Trang, lo trả giá anh chị Hoàng Tông mất tiêu. 9.350 tôi còn, 9.350 em còn. À, ê con ơi, không tính phí chút like con ơi. Rồi ok. Trời 9.350.000, 4 tháng thứ 2 đeo đẹp rồi. 10.500 em chốt chai rồi. Dạ nuôi với ông xứ ông đi bữa nay ổng tao nói nghe, ổng mà tao nói u nù u nà mấy chị. 9.350.000 nhìn em. 9.350.000. Rồi em có chiếc nhẫn mấy chị nè. Ni số 9 số 10 giùm em nha. Màu hồng nè, nhỏ nhỏ nè. Chốt cho 1.350.000. Lo trả giá hoài bên kia tao mới mất tiêu. 9.350.000 em chốt tình yêu liên kim. Lê Vi không kịp chế đẹp của em ơi. Rồi 1.550.000. Vậy em đang đeo là 19.000.000 so với 1.200.000. Tại em đang đeo chốt cơn. Chị nào muốn đeo dài hơn nhẫn để dài hơn ra được nha. Rồi đi 9 đi 10 giùm em 1.550.000. 1.550.000 tranh thủ giùm em lẹ lẹ nè. Đây bông tai đẹp giả mang cho mấy chị. Mới nha, em sẽ tặng còn đôi, em sẽ tặng luôn cho 1.200.000. Rồi nhẫn 1.550.000 của Phương Nguyễn từ giờ chuyển cọc chưa? Ai được độc tên chỉ cọc giùm em 2.000.000, 3.000.000 nữa mấy chị. Ai vào chuyển 10.000.000 giùm em nha. À, tài khoản lúc nào cũng dang rộng bông tai đó. 4.280.000 sale giá 1.200.000. 4.280.000 sale giá 1.200.000. 4.280.000 đây sale cho giá 1.200.000. Con cái duy nhất lẹ đi Thảo Trang, đừng xả giá nữa thầu cho em ơi. Ồ chiếc này đẹp như chiếc nhẫn sòn em luôn á chị. Đẹp chiếc nhẫn sòn em. Dây bính em về được 10 giây nha mấy chị. 4.5 tấc 4 bính 2 2 4. Em có 8 cộng rồi mấy chị. 4.280.000 em chốt tình yêu Thanh Thảo. Ờ đẹp chưa mấy chị. Bây giờ người ta bán 1.850.000 hết rồi. Giá yêu thương đông đầy, em trả tiền trước, em lấy hàng sau này. Em chốt mấy chị 1.599.000. Rồi 4.280.000 em chốt tình yêu Thanh Thảo. 4.280.000. Dạ dây em đang đeo là 19.000.000, sale giá 1.200.000. Dây này em có 8 cộng 4.5 tấc và 5 cộng 5 tấc. Dây đang đeo là 19.000.000. Mấy chị hay đeo dài hơn vẫn được, thương hiệu Việt Sáp Si.
cái hiệu đó không biết hiệu gì nữa. Nói chung là nó thương hiệu mà em đọc cái là nó bay mẹ cái trang bay em, cho nên là em rồi giá quá đã cho một cuộc tình 13.990.000, 13.990.000 rồi hai cộng đúng không? Rồi đưa giấy này cho tôi chi tôi coi phải không? Không đưa ghi cho giá giá luôn. Rồi 1550 ai lấy rồi chi xinh đẹp. 4280 em chốt chai rồi. Còn dây 13.990.000 em là dây chuyền. Em có 8 sợi nha. À, cạch tiên hồng dính hết rồi. Để coi có đây có đồ vậy mấy chị bốn bính nè. Đẹp nha mấy chị. Dây này mấy chị đeo nó như kiềng cổ vậy đó. Thay vì mình đeo bi kim cương. Nhiều người đeo quá rồi. Thấy nó bình thường. À, ghi gì mà dài vậy ta. À, rồi rồi từ từ đi Vinh coi tình yêu trang Sibo nha. À, Vinh mới về Vinh cho nó coi liền. Vinh cũng chuẩn bị tinh thần là giờ này Vinh lên là Vinh sẽ bị bắn vốn. Vinh thường Vinh nghỉ một ngày xong là Vinh Vinh lên là bị bắn vốn nhiều hơn. 13.990.000 thì em bính 4,5 tình yêu trang. Có 8 cộng rồi bé Trang không? Có nhiều rồi bé Trang không? 45. Rồi chốt đơn giùm em. Hỏi người ta có 55kg cho xuống đây 45 được nha con. Rồi em chốt đơn cho 13.990.000 8 sợi. Giá quá trời đẹp luôn em ha. Bông vàng hồng á chứ. Dây vàng hồng 5 đi chị. Trời ơi đẹp mấy chị có 8 cộng thôi. Ô mê lý luôn đó. Rồi nhẫn em chốt đơn cho mấy chị luôn nha. 1.1 ni tay số 10 à. 11, 12 ni tay số 11, 12 dùm em nè. Full day luôn em cực kỳ đẹp. Chiếc nhẫn này thị trường thời điểm bây giờ vẫn chưa có. Em lên giá sale luôn cho 1.1 10.530.000. Giá quá đã con bà đa nha các bạn. Ni tay số 11, 12 dùm em không có chỉnh ni được nha. 10.530.000. Quỳnh Cherry. Ờ à, dây bị dây hồng. Vì em có dây trắng 5 tắc dây bính dây hồng em không có. Rồi chúc đơn cho Quỳnh Cherry, Nguyễn Thanh Thanh không kịp. Nguyễn Thanh Thanh không kịp. Rồi chiếc nhẫn này màu đen chơi mấy chị. YSL. Quá màu đen cho một cục tình 1399. 1.399.000. Rồi bông quen bật dùm em chốt cho giá 1.250.000. 4.100.000 dùm em. Dạ mới nhận được nhận định muốn xỉu luôn tình yêu kim cương. Cảm ơn gái yêu. Dòng đinh chắc bữa hay bữa nữa chị gái. Đinh hết trơn, cạch kia hết trơn nè. Còn cạch kia màu trắng đi 52, 53, 54. Rồi chúc đêm em bông tai y chang như sò mấy trăm triệu ha. 4.100.000 nhầm em. 4.100.000. Rồi em chúc đơn cho 1.250. Trời mùa này mà còn mua 1.250 đó mấy chị. Rồi mẹ cô tiên em còn đang mẹ nè. Em sale cho 1.200.000. Rồi em chúc tình yêu thu quầm. Rồi lên luôn dùm em. Ai bò lâu cũng nha. 4.100.000 qua mã. Rồi mẹ cô tiên 6.720.000 cực kỳ đẹp. 18 chốt đơn cho 1.200.000 thì trừ ra ra mấy chị ngồi được 6.700.000. 6.720.000 sale giá 1.200.000. Rồi em chúc mẹ cho tình yêu Nguyễn Thị Kim Duyên. Rồi ok thank you. Qua luôn bông tai màu hồng cho nồi nè. Túi đẹp luôn em. Cái đít bông sẽ nằm như vậy nha cả nhà. Cái túi nằm sẽ đít bông. Lên đôi tay nó sẽ làm gì. Quá hay cưng và thấy xinh xắn. Em chốt cho 1.450.000. Chữ B chị Thúy An chuyển cho con ơi. Vậy chữ B 21.000 tôi chuyển cho con. 4.660.000. Đó này bỏ lỡ uổng nha. Đó này bỏ lỡ uổng màu đen cực kỳ. Chị nào muốn si trắng hay si trắng đây. Đó, màu đen gì luôn em nè. Đâu rồi bà gì đâu mà gì đâu mà ta nói. Lên là gì nữa chị thấy cưng lắm. Uy tín 4660 si trắng em tặng chốt like. À, Thúy An chịu chuyện mà con chú ơi chị sao đi. Con bấm xảo Thúy An đi con. À, bán có 1.599.000 dây mới mới dây sale. Xã bà tình yêu Thanh Thảo, xã tình yêu Ngọc Lê mà em. 3.360.000. 3.360 đâu rồi. Bông tai con ông nè. 4.66 cháu chị yêu Trang thu mà em 4.66. Trời giá vàng này mấy chị mua xong là bảo đảm lời không. 3.360.000 bông con ông. Nga quá dễ thương 3.36. Hello nha, hello ai lấy hay cái yêu xinh đẹp. Rồi nhắn đi ít lời em chốt cho giá 1.350.000. Giá yêu thương quá chèn luôn. 8.315. 8315 336 tình yêu Thúy Lê. Rồi chúc nghe. Ok Thúy Lê. Nhắn màu hồng anh chỉnh đi không được nè cả nhà. Em sale lỗ nhắn màu hồng luôn cho anh đi 10 12 13. 336 cho tình yêu Thúy Lê.
Đây màu hồng nha, em chốt luôn cho giá 1.150.000. Rồi chốt giùm em 8.300.000. Ni số 12, 13, 14. Trời ơi mấy chị, chiếc nhẫn bông hai màu hồng này giá quá đã. Rồi tình yêu Thùy Vân 8315. Rồi cho xin biêu cọc giùm em 10 điều do 3 triệu giùm em. Chỉ 1 triệu hoài, nhỏ khổ muốn chết. Dạ, năm đúng không chị, em lấy ra nha chị ơi, thông cảm giùm em nha. Thông cảm giùm em nha chị ơi. Ôi à, Thùy Vân lấy gì Thùy Vân ơi. Chích bà 8315 là những ngày nè con. Xin lỗi. Màu hồng là 88.3 con ơi, màu hồng 8315 là cái màu chữ YSL. Đâu nè, đâu qua đâu lại mẹ đi. 8315 là những hộp. Rồi có một cái dòng trái tim Tiffany nè mấy chị. Trời ơi, quá xinh. Nita em đang cầm 48-50-51 nha. Là đeo dừa luôn nha em. Em chốt cho mấy chị giá quá tuyệt vời luôn em. Trái tim ghép 1350. Rồi Quỳnh Cherry xã Nguyễn Thanh Thanh. Còn đây Nguyễn Thanh Thanh ơi, nhắn YSL màu trắng á con. YSL, tao lỡ chữ YSL đó nha. Em chốt cho mấy chị 10.800.000 cho em. Đó, ngọc một ke bây giờ mấy chị mua em là mấy chị ngợi cực kỳ nhiều luôn đó. Mấy chị thấy người ta like giờ là một tấm mấy không? Đó. Đây, 10.800. 1350 giùm em. À, dòng trái tim đơn giản dễ thương. Dạ xi men này không có chị ha. Xi men có xi men 610 thôi, xi men ý em chưa có. 10.800.000, giá 1350. Rồi, dòng tim cho tình yêu Thúy Bùi. Một con tại trọng lượng nặng ha, vậy hả? Mới cân như trời. Sao nặng nha. Rồi em chốt cho giá 1.150.000. Ê chút ký được không con? Giữ tiền đây, giữ giùm em. Chút ký giùm mày, ký đi, chút đưa tao luôn. 4.1 ai lấy rồi. Ờ được, đã được nè. 14.168.000. Rồi đi tay 50, 51, 52. Ma này không có chỉnh đi được. 4.1 rồi, để Vinh go còn nè, Vinh lấy này gái. 1 giờ lai sòn gái yêu. 1 giờ Vinh lai sòn cho. Nè, đẹp chưa? Ở đâu ra mấy bạn mua cái này? Đem lên là đồ mới số lượng xíu nè. À, toàn là đồ tao nói ô mê lý không. Lắc tay này mấy chị, 1.850.000 là giá đã sale thời điểm này. Em về được 2 chiếc, 3 chiếc giùm em. Pandora trái tim quá trời đẹp luôn em á. Rồi bán giá ưu như kỹ 1699 luôn. Chốt đơn giùm em là 9.570.000. 9570. Rồi chiếc nhẫn Nguyễn Thanh Thanh em còn 5 Thanh Thanh ơi. Con mắm xả của tình yêu Thùy. Đây ra 10.530.000. Ni số 11, 12. Chủ hộp cao cấp phòng luxury luôn em. Dòng đang đeo là 14.168. 14.168. Rồi nhẫn 10.530.000 sao có 1.1.000 không ấy chị? 1.1.000. Bông con ông ai lấy rồi cho em. Con ông ai lấy rồi. Cho gỗ nó dục ghét bên đây em mẫu ơi. 10.530.000. Dòng tay 14.168. Rồi tình yêu Ngân thì đưa đây đây con. 14.168. Nè ngon này dục quá rồi này em. Con này để anh kia đi. Rồi em chốt lắc tay 9.570.000. Dòng tay đẹp lắm mấy chị gái ơi. Ni 52 cũng bon chen được luôn. Cái gì em làm qua anh cho 52 được. 10.530.000 chú tình yêu Ngân Thiên. Đúng rồi, chị nào mới chuyển em nè. Đó, tao kêu chuyển là cọc 3 triệu, chuyển 3 triệu đi, chuyển chị hoài. 9.570.000 em có 2 chiếc, không đẹp em đền chứ. Tao bán 12 năm hết rồi mấy chị ơi. Bông con ông hay lên rồi, cục về như xinh đẹp. À, ông ai nặng con ông ai lấy rồi. 9.570.000. 1.699.000. Rồi dòng này em còn một chiếc ni bự nè. Mượn thuốc Donny cái con ơi. Mượn thuốc Donny 9.570. Trời giá này quá đã cho một cuộc tình nha mấy chị. 9.570.000. Xin chưa? Thấy cần chưa? 9.570. À, 10.530.000 ai lấy rồi gái yêu xinh đẹp yêu ơi. Rồi lắc tay cạc tia nè.
cạc, ê cái dây cạc tia này đẹp quá nè, có ông cộng bán tặng nè. Đây nó có hai nắp tân đưa nè, mấy chị sẽ để cái thọt quỷ lỗ này vô đây. Trời ơi quá đẹp cho một cuộc tình luôn. Bây giờ 2 triệu gam cũng không mua cái dây này luôn, em chúc cho 1450. Rồi chúc đơn em 6.440.000. 6440. Một sợi duy nhất. Duy nhất và sáng đêm nay. Đây ô sáng ngày nay chứ quên. Đó, 2 tầng luôn em. 6440. Rồi em chúc tình yêu an an. Có một cộng 1 đẹp hết không ạ? Rồi cái này mới nha, em có 3 cộng em bán còn 1 cộng em bán xả tặng lỗ luôn cho mấy chị luôn. Thời điểm này mà em bán 1699 là em lỗ con này. Sáng lung linh cành đào luôn. Rồi chốt đơn em 7.320.000. 7320 có toàn tên tăng đường. Rồi em đang lên đồ hiệu cho. Dây chuyền này bữa nay em còn có đúng 3 dây thôi. Em bán xả tặng mã này luôn 1.650.000 từ từ em lên. Rồi em chúc đơn với mấy chị 7.312.000. Thu quanh giùm em 732. Lắc đăng đeo 957. Ok 7.320.000. Em có làm lẹ nha, nhưng mà được đọc tên có tin nhắn có hình là có đơn. Rồi mặt Amaro hộp ghép. Em chúc mấy chị luôn giá yêu thương nông đầy 1499. Chúc đơn giùm em 6 triệu mấy chị. Gì lớn gì nhỏ gì trùng gì mấy chị cũng đeo được luôn em này. Mong con ông ai lấy chứ xinh đẹp ơi ơi. 1 giờ em lên sòn chị đẹp. 1 giờ với Vinh lên sòn. Đó, đây. Rồi, mặt dây chuyền nhà em là 6 triệu. Có bây giờ em lên 610 chưa? Hôm qua em nghĩ em biết bản thân em không? Có lỗi em phải chục lỗi. Nè, đụng hàng em đền luôn nha. Giọng đang đeo là 14.170 chế Nguyễn Giao. Ni tai 49505152 đeo vừa. 3 hộp đẹp luôn, 1.150.000. Rồi mặt dây chuyền nói chị ghét em có số lượng 2. 1.8 em chúc 1499 đồ số lượng. Quá yêu thương 6 triệu. Đó. Tất cả Amaro cao cấp luôn em nói chị nhìn nè. Lòng trong luôn em đẹp không tì vết nha. Đó. Dây đang đeo là dây mới, em có dây sale nữa để em lên dây sale cho. Kệ nói chị dù mấy chị mua giá mới nữa mấy chị bán giá mới giá sale, chị bán giá sale mà. Cài áo dạ có bên này có cài áo chị ạ. Rồi chốt giùm em cái mặt chữ H giùm em 6 triệu. Đó, em có 2 cái em chúc cho mình đi bùi dịp. Đơn hai ngoài à, hai ngày chắc chưa đâu chị, hơi lâu hơn chút xíu. Rồi cài áo không có một cái duy nhất nè, em sale tặng cái cài áo cho nồng cho mấy chị luôn, hộp bia vết à, em sale cho giá 1.2.000 và 6:17 chị gái. Chốt đơn em là 13.680.000 à, 13.680.000 và mới cũng được mà sale cũng được mấy chị. Ví dụ mới mấy chị ngại bạc khoảng 300-200, xem mấy chị ở 400-500 cái nào cũng được. Đó, 13.680.000 mấy chị ơi, vừa lại đeo mặt dây chuyền được luôn nha, vừa cái này được luôn, làm trăm cáo được luôn ha. Em có một cái duy nhất xem giá 1.2.000, 13.680.000, 13.680.000 cáo loại chung em có luôn. Rồi chị yêu Long Nguyễn, cô Long Nguyễn tin nhắn có vô không con? À, Đinh Tiếu Anh này cũng để mã sao đi, cô Long Nguyễn tôi tin nhắn có vô vô không? Rồi vô cô luyện chuyện như là em còn cái hết đó chị ạ. Cho mượn túi đồ ni, cái này nhớ của chị nào đặt ni bự này bé mong ni 56 nè chị Hồ Dương á, chị Hồ Dương ni bự nè 14x52 nè mấy chị. Em chốt đồ hiệu cho 1599 luôn mấy chị ơi, 23.200 ni 55-56 giùm em, 23.200.000 này của đồ của khách đặt. Rồi em chút chiêu trang thu 58 hình như không có, còn 56 lớn nhất. Rồi 23.200. Rồi em chút chiêu trang thu à. Rồi nhẫn 8.315.000 8315. Em có rồi bông tay này, nhái kiểu sòn y xì luôn em ấy chi. Quá đỉnh quá đẹp luôn em, đôi này khoen bọt giùm em. Che luôn cái tay rộng rách giùm em. Em chốt cho giá 1.199.000. 8.315 là nhận ISL em đang đeo, vòng tay là 16.170.000 à, giá 1.150.000 chị đẹp ơi. Lắc đang đeo 9.570.000 có 2 chiếc anh Nguyễn. Vòng tay em chốt chai rồi, đi tay 49.50, 51.52 em full. Mùa nãy đâu ra mà 1.150.000 là mùa mà suy nghĩ.
suy nghĩ cái gì trời, 14 triệu 170 tí sủi vàng mẹ hình tiện ngon mùi là biết là nó ngon rồi. 14 triệu 160 rồi, 9 triệu 570 nghìn cho tình yêu anh Nguyên, 9570 chị lấy nha, là gì nha Mỹ. Rồi ok Mỹ, cảm ơn Mỹ, rồi cho luôn 3 triệu luôn Mỹ ơi, thank you, cho 3 triệu cái thank you. Rồi chốt đơn để Vinh hết là ít lắm mấy chị, mà tại em nhờ số lượng nhiều quá, em đi đơn một ngày 100-200 đơn thì mới nuôi nổi được cái vàng chim đại bàng nhà em. 5 triệu 140 nghìn dùm em, 5140 dòng tay em chốt từ bạn Mỹ rồi, tình yêu Thúy Dương này nhận đang để 8 triệu 315 để bông ven bật em chốt tình yêu Võ Sương Mai 514 rồi cho 3 triệu luôn cái yêu, chúc lớn lớn nhỏ gì cũng 3 triệu đều do ha. Bơm đơn là lỗ 1,5 triệu còn 1,5 triệu nha, đổi mẫu hồi lỗ 5% như giá trị món đồ. Được đọc tên, có tin nhắn, có hình, đọc tên xong mà không có hình mà không có đồ em đền lúc đâu tiền cọc. Rồi chúc đơn em đây, cái lắc này em bị chị nào bơm em chán đời quá, bây giờ lộn em đã nè, mới nghe mấy chị 1,5 triệu em xóa bơm cho 1,4 triệu. Rồi chúc đơn em 18 triệu 800 188 trước mắt nó chưa có toàn tan tăng đưa, màu hồng Vinh cũng thêm toàn tan tăng đưa được luôn, nó đang chụp hình cho em đó cơ Mỹ ơi. À tôi chữ H trả lời eo gì trái tim trả lời 188 em trước tình yêu Trang Nguyễn, con nhận được hình dòng của cô tình yêu Vạn Mỹ với con để chữ dòng nó con. À, rồi chúc đơn giá 188, cảm ơn gái yêu, thank you so much. Nhận 8315 dạ em chào tình yêu Sandy Hoàng nha. Rồi em có chiếc này màu vàng hồng nha các bạn, trời ơi đẹp chưa, xi trắng tặng luôn, chơi còn chơi hết thôi, dứt áo ra đi đời hết đau khổ, xạo quá xạo quá chị. 188 không để sao cô Mai Thi đi, tôi bị lần bơm lần thứ hai thứ ba tôi nên tôi hơi bị sợ. Trang Mỹ không chỉ là con cháy cho cô Mai Thi liền nha con, 3,510,000 à, 1,850 ba màu giùm em, chữ màu hồng đó, đẹp xuất sắc giùm em này. Like chị Mân Kỳ trên Sài Gòn. Ơ à, nó nghe này Sài Gòn mà, Sài Gòn đợi chút em ơi, Sài Gòn đang lên bill quá em ơi, có được chút like không? Chưa có ai chút ơi, Vinh không dám đẩy. Để nữa lên lên sao 3,510,000 dùm em. Thông cảm nha em, dám lên ẩu gì. Trời ơi em có cái lắc bi ba màu này mà em tình hình với bà si trắng là ok nha. Si trắng không được, không để ba màu chó lạ lên nó tươi cực kỳ luôn em, đồ bi ánh sáng hệ mặt trời mà em chút 1,450 14,480,000 à, 14,480 8,315 ISL. Cô Khang Thu chuyển chưa? Chưa chuyển rồi để sao cô? Tình yêu Nguyễn Thị Tươi nha con. Dạ 1,4,3,4,000 chú cha mà ơi. Dạ dạ có, chú có đi qua Mỹ chị? Đi qua Mỹ là USA, USA đúng không? Dạ có. Vu chu bay USA không con? Tập tiếng Anh quá, tiếng Anh này. Nên tao không có gì quay giờ tao có nhà này vui hơn này buồn. Nó hẹp đây. Dạ nó vui lắm đó mấy chị ơi, bán mặt nó gì là vui rồi. 14,480 dạ like nhanh mới được nhiều đơn quá chị, like nhanh nhưng mà nói mấy chị nghe nè, đồ em đẹp lắm yên tâm nha, dù em có đưa có nhanh đi chăng nữa mấy bà nghe mẫu khỏi nghe đơn giá mất công, tại em bán rẻ hơn ít nhất là vài trăm ngàn một gam không à, nghe mã thôi đó, rồi ok là được à. À tiên tiên là có vàng đeo 14,480 lắc ba màu, cái này si trắng được nghe đồng đạo ơi, si trắng được rồi. 188 để vô sâu vô sao đi con, rồi cái mã 188 của Trang Nguyễn nó cô sao chốt nói chưa. Ta có nhiều khi mình bán cái này mình cũng có linh tính mấy chị, giác quan thứ 6. 14,480 giùm em lắc bi nè ba màu, nhưng mà theo tình hình em thấy cái này mấy chị si trắng là bảo đảm đẹp. Dạ chị lúc này trẻ hơn đó chị, dạ có 27 tuổi à, 27 tuổi này mấy chế ơi, bộ à em chưa có lên, bộ em chưa lên rồi, dây chuyền này em có 3 giây thôi xả tặng luôn nè, à, còn 3 cộng xả tặng luôn, chơi đẹp luôn. 1,649,000 1,649 ăn bé cưới 1,448 ok chế thanh kiều mới chế nha, 1,448 toàn đồ đẹp giá đã đà đa. À, suri suri mới thấy viên kim cương có toàn tan tăng đưa thấy cưng không đó, mình đeo được con mình đeo được luôn, có 3 cộng 1,649 đỡ mà đang làm chuyện không có thời gian trả tiền trả đi rồi sao lại mấy được. Ê, mình leo lên căn cũng
mình rất là muốn leo lên cân 50kg nhưng mà nó dẫn 52kg hoàng em yêu. À, dẫn 52kg. À, mấy đứa ốm ốm nó hay cười, mấy đứa mập lắm nhưng mà cũng không cảm đi chứ giờ ốm không được rồi. 4.9 triệu. Có nó cười ghét mình cũng quê chứ mấy chị, nhưng mà mình vẫn không có bị cái kiểu là mình bị mắc cỡ á. Chứ giờ mắc cỡ nó cũng mập như thường. Nhỏ này đi kế bên nó ăn gấp đôi tôi mà nó không mập. Tôi ăn có 1/3 thôi mà tôi vẫn mập nó vậy đó. Lắc tay 9.570.000. Ăn nhiêu thì ví dụ nó ăn một tô, rồi cái tô của mình xớt qua cho nó phân nửa, nó là nó ăn tô rưỡi, mình ăn chỉ có nửa tô thôi. Nhưng mà mập thì nó không mập, mà mình thì lại mập. Nó khổ vậy đó. 957 là lắc tay này con nhé. Rồi thiêu rồi từ dư số 9 thông cảm giùm ta. 9570. Mấy đứa mập nó sẽ, mấy đứa ốm nó sẽ cười mấy đứa mập. Em có 2 trắng 1 hồng. 2 trắng 1 hồng giùm em. Trời ơi nó đẹp, mấy chị lắc cặt tia. Đeo chung với đồng hồ, đồng ơ gì cũng được, hoặc là đeo không cũng đẹp luôn em. Đơn giản chứ dễ thương nè. Em có 2 trắng 1 hồng. Em chốt cho mấy chị giá yêu thương 1550. Ờ kêu vú coi tình yêu tin nhắn có tình yêu xanh yêu hoàng nữa không. Ok ok em gái, ok ok. Ờ 52kg là vừa rồi, vừa rồi. Chị nào mà 50 là chị đó đẹp hơn chút chứ không dám nói tao mập. Tao nói tại mày ăn với heo xong đã rồi mày nói mấy đứa 50 nó mập nữa thì cũng kỳ. Lụi em hết rồi mới đẹp ơi. Lụi ở đây Vinh nặng, Vinh nặng về cho cái ngày Vinh lo bán vàng không à. Em chốt đơn cho 5.550.000. Em có 2 sợi. Giá 1550 đồ hiệu nha, đồ mới nha. Em có 2 trắng 1 hồng dùm em. 5.550.000 dùm em, màu trắng trước nè. À, quá đẹp cho một cuộc tình chưa. Rồi em chốt tình yêu Nhung Trương, 3 số 5. Ờ à, nhìn bụi bẩm ha. Trời nó râu riêng nó ra ngứa muốn chết cái đầu mặt tôi. Bông nhỏ nhỏ hai bé em. Ok ok bé em ok. Rồi 1550. Rồi màu hồng nữa à. Đã ha. Rồi màu hồng em 1550 luôn. Duy Hương Nguyễn rồi, cái đó tôi có 3 chiếc ok la. Rồi em để sao cho tình yêu nào đây? À, Hương Ngọc. Rồi 3 số 5 em hết. Rồi màu hồng thì em chút đơn em 6.8. Màu hồng là 6.8. Giống hai yêu quan hả mấy chị? Rồi chốt đơn em 6.8, hoa ly. Ok chế. Ok chế. Thank you. Rồi bông tay này em có 2 đôi. Em chốt cho 1550 luôn mà em bao đẹp không đẹp ở Vinh Đền. Rồi chốt đơn em 10 triệu. 10.100.000. 6.8 hết rồi, 3 số 5 hết luôn. 3 số 5 bây giờ hết luôn mấy chị ạ. Thằng đây mang cái đôi chậm la mấy chị ơi. Qua đà bộ tử rồi. Mà em đi cũng la làng, không ăn uống, đi đi cho nó là đây ăn rồi mới la. Em ham làm á. Em có ham ngủ luôn. Lao thay cái gì không? 10.100.000 giùm em, bông này em có 2 đôi. Trời ơi đẹp mấy chị ơi, nó như bông sòn. Nó như bông sòn 4 mấy triệu. 10.100.000, đồ ý nha em, mấy chị có đeo tự tin khoe có tính giùm em đi. Ăn sữa chua bà ơi, cho nó ốm mà không ốm bà. Ăn cho nó ốm thì nó không ốm. Rồi nãy chị nào hỏi em cũng mì kim cương sale nè. Mì kim cương sale nè, em chốt cho giá 1.350.000, đẹp luôn nè. 1.350.000 khách mới mua xong đổi liền rồi mấy chị, chưa có si chưa có gì chứ, chưa qua gung 7.5 gì chơi bảy. Ờ nhìn đổi chốt đổi nha. 17.860.000 giá qua đã ha, to đùng luôn em nha. 4.2, 4.5 vậy nè. 17.860.000 giá 1.350.000. 17.860.000 gì lớn nhất em chốt cho Trang Tú Anh. Hảo Trang em cho cái giá sắc nhất rồi, Trang cho giá qua là bên đây người ta mua hết trơn. Em lận thương mà nhất rồi mà trả giá hoài, bị đòn hết. Rồi em còn lắc tay này, hôm qua mới bán với mấy bà 1.450.000. Còn con xả tặng, si trắng tặng luôn, đi tay 54 trở lại dùm em.
cắt ni được chứ không có ra ni được nha. À em chào tình yêu quá tiên quá tiên. Bông tai em đang đây là 10 triệu 100. 21 triệu 200 ngàn. 4 triệu 9 là gì vậy gái yêu? Cái gì vậy con? Ờ à, Lù Tiết Thành. Rồi lắc tai em 21 triệu 200. Dạ dây em đang đeo hả chị? Dây em đeo là 4 tấc rưỡi, 22 triệu 300. Như mới hay bây giờ lướt em có 20 cộng, 1599. À, rồi chốt đơn lùm em 21 triệu 200 ngàn. Cái này mong đẹp là em đền cho rồi. 49 cho tình yêu Lưu Tiết Khanh. Cộng này có 3 cộng mới nè mấy chị. Nít người lớn, trai gái, nít trai nít gái đem cũng được chứ. Người lớn gái, ăn gái mới được ngàn, người lớn hay ngay. Đó hay cần chưa? 4 triệu 9. Rồi Lưu Tiết Khanh em chốt đơn. Rồi lắc ta 21 triệu 200. Rồi chính thấy cái gì? 21 triệu 200 ngàn. À bông đang đeo có mặt hồng mà. Mặt giá em chốt tình yêu Chu Hà. Cảm ơn Chu Hà yêu. Rồi lên đơn. Nếu mà 10 giờ em gán lên ý nha. 1 giờ em lên sòn. Rồi chốt đơn nha. Mấy chị sớ đẹp luôn em sớ bánh nú. 22 triệu 300 ngàn. Chiều dài 4 tấc rưỡi. Cái này nè dạng dây lớn 22 3. Vinh ăn dâu ô. Rồi vòng tay ni tay 52 trở lại dùm em, quá đẹp cho một cuộc tình. Dòng Amaro ghép nè, quá trời đã nha. À, ghép luôn. Em chốt cho giá 1 triệu 250. Chốt đơn em 17 triệu 400. 174. Ồ nó xinh mấy chị ơi. Cái đai nó dạng mềm luôn. Kèn ơi mèn ơi à. Tầm 12 triệu thôi phải không Phi ơi, nãy có mưa cộng 17 triệu gán thêm 5 triệu được không Phi? Đó, có gì này, có ai có chồng không? 6 tấc cho đeo này, em chốt thua giá vàng nè, 1399 luôn nè. Chiều dài 6 tấc giùm em. À, cái em lấy gì nè, cái coi. Cái nào chưa chốt đưa cho mẹ đi con. Ồ, em có cái lắc tay khoen lật mấy chị ơi. Chu cha mà ơi, nó có các logo LG trên đây. Em đi tay chị nào 54 trở lại giùm em nha. Con này chỉ có cắt ni được thôi chứ không có ra ni được. Em chốt cho 1.399.000 bao VIP, bao độc lạ. Rồi 16 tắc 42.200. À, dây nãy 17 triệu con chụp cho cô tình yêu Phan ngăn coi coi coi. Dây 17 44 tắc rưỡi dây đầu tiên dây hàng Liên Minh Tịch đó. Chị lấy cái sớ bánh ú của Liên Minh Tịch đi đi chị gái. Rồi, lắc tay này chốt đơm em 1.399. Giờ này ở đâu em chị mua con 1.399. Chịu ba mấy gram thôi. 36 triệu 200 ngàn. Bi 4 hàng 5 hàng á gái. Dây 17 triệu Vinh còn á tình yêu Ngọc Hiền. Lỡ con lấy cộng dây nó có số nặng ngô đổi bên chị Mẫu nha. Chị Mẫu ơi. Dạ. Nãy dây 4 tấc rưỡi đâu chị Mẫu đưa dây nhỏ lên cho chị 10 gram ơi. Dây này 14 gram lận. Nè. Đổi 5 cộng 10 gram 4 tấc rưỡi. Rồi 423 tình yêu Lon Nguyễn nè. Ờ mua cho ông chồng mà đeo tao nói nha. Chà lết quết xảm gì cũng không có dơ chứ nha. Miếng đựng đeo nha. Nói chứ cái này giờ nói thật. Giống như đốt nhang mà không tắt nguyên trừ đựng đốt đó. Nhưng mà cái này là không cũ luôn uy tín. Rồi cho tiễn tiền luôn. Rồi con tập trung cô Lon Nguyễn chưa. Ai ban dẻo? Có cái yêu. Ban dẻo em có. Ờ em có rong tay sắc đi ở quá trời mua đen luôn nè. Có 1.399.000 à cục vàng Lon ơi. Có bông tai Vinh đang đeo là 10 triệu 100. Gia Huy ơi, ca sĩ Gia Huy. Rồi chút đơm em 7880. Trời ơi nó đẹp mấy chị ơi. Đây để em lướt ra nè. Cái này mà để hai cộng gâu lia thì ghen như có hai cá chép bên hông vậy đó. Đó chị nếu như mà để cái mai phải có hai măng cá còn có này đưa vô nè. Trời ơi đó cũng xinh ha, cũng xinh. Cái băng mặt em để cái giống gì cũng xinh. Đó, đó dễ thương chưa. Rồi chút đơm là em 7880. Nghe nè Ti Gom ơi, 42 triệu 300 nặng lắm rồi. Cái đó là mua sale đó, bà không mua sale đó. Chỗ khác làm một game là 500 ngàn. Mà 40 gram đó chị phải thêm 20 triệu nữa. Cộng dây đó về nói với chồng. Chồng ơi, vợ mới mua cho chồng là 62 triệu. Ông tin liền luôn á. Ông tin liền à, 7, 8, 8, 10. Vậy đó là chị mà đi mua chỗ khác. Một cái là 62, 63 triệu đó chị gái. Một đôi duy nhất nè. Hai hàng luôn em. Mấy chị chúc hình mua trong hình dùm em đi. Chiều em cho giá hình rồi đừng hỏi trên đây em bị gói. Cái yêu, cái này là hình là tôi cho không đó là cái này tôi có giỏi tôi thêm chuyên môn nữa tôi cho giá hình luôn đó. Tem nhiêu kệ mua nổi nữa nha. Em cho không đó.
7880. Đó, cho nên là về có nói với chồng được đây, thật sự là mình canh sale được giá rẻ mà. Quá trời đẹp chưa? À, đòi ông trả tiền gấp đập đúng á. Đừng nói em vậy nha. Mấy anh nói em vậy là chết luôn á. Dòng đinh Tigon Phạm á cưng. Mấy cái dòng đinh đó em đeo gọng gọng chút xíu đi cho nó bụi. Đồ hiệu mà. Tại vì cái dòng nó quanh quanh á. Ờ, cái tem đi con. Nè 17 triệu nè mấy chị. Sáng lấp lánh chưa? 17 triệu em sáng lấp lánh. Nè, đẹp luôn em nè. À, trời ơi, nó xuất sắc luôn, lắc 3 màu. Đồ hiệu xi trắng ok. 1399 mươi giùm em. À, lắc quen lặt hả gái? Lắc Gucci nè, 1.450.000. Ni tay em chỉnh sửa ni được cho mấy chị. Có ni 52 trả lời giùm em. 6.840. 6840. 684. Lon Nguyễn không chụp cô yêu Lon Nguyễn dây 17 triệu đi con. 6840 giùm em. 17 triệu có 10 cộng rồi mấy chị ơi. Và 22 triệu có 20 cộng. Đó. Thôi 17 triệu. 684 thì yêu Hiền Nguyễn giùm em. 6840. Rồi 1399. Rồi dính hết. 684. Rồi. Đây em có cái lắc tay nè. Đẹp mê ly chưa? À, đeo chân được, đeo tay được luôn nha mấy bạn. À, quá xinh ha mấy chị, tổng trang tăng đưa 3 màu 1399. 2.91. Rồi, dây 22. Đây chị đẹp dây 22. Rồi, cho em 4.0004073. Like có bị mờ không mấy chị? 4073. Ngọc Thanh ơi, em nghe nè, Ngọc Thanh em nghe. 4073. Rồi tình yêu Ngọc Diễm. Nhã Thương không kịp. Dòng cạc tim em còn màu trắng đi 52, 53, 50 nữa cũng còn. 52, 53, 54. Em sao à, 55 triệu mấy. 4072. Rồi dinh chút đơn. Cô con Thanh hỏi gì con? Mì kim cương xeo 4 gấp rưỡi nè mấy chị. Mì kim cương xeo 4 gấp rưỡi. Trời, cái áo nãy em lên là chị đi đâu mất tiêu rồi. Em chốt rồi, cái áo nãy chuyển cho con. Cái áo người ta chuyển luôn rồi gái ơi. Rồi em chốt với chị luôn 1399. 4 tấc rưỡi. Ôi, con dây này có 11 triệu to đùng. Đó, 11 triệu. Bánh núi giùm em to đùng em 4 tấc rưỡi. Hồi nãy dây 17 triệu đưa tiền tôi chưa? Mẫu ơi. Nãy chị đưa cộng dây 17 triệu cho ai bán chị á. Đưa đây nè. Chị đưa ra đây nè, hỏi Duyên em ơi, chị đưa cho em gái tròn tròn với em trai nè. Cộng dây dài 5 tấc. Đứng cái đây nè chị nè, sao không có được. Vậy là phải bé Hồng nãy thôi, cộng dây bé Hồng tính không? Ờ, coi. Thấy bánh tem, có tem đó. 11 tình yêu tiên, cộng tiên 11. Đồng. Đã chưa? Dạ, yeah. Rồi, chị ai biết mà trả em không được hay ta con. Ủa có nói hai lần luôn á chị. Vậy hả? Vậy tao không nghe, xin lỗi đi. Rồi, ông nội tao nghe. Vậy cho giá nhãn quyền. Dạ. Ủa phải em hả? Nè em chúc 1450 đi. Em ơi chị like à, chị like à, em ơi nói chị cho hay nha. Ui lộ nói hả bà, tôi không nhớ đâu, nói chuyện mà. Rồi em có nhận nữ hoàng 5 len nè mấy chị. Em chúc giá chân 1.1 triệu. Dây mì 17 triệu 8 như mấy tao chuyển cho con. 11 chút cho bé Tiên à cưng. Chúc đời em 8.050.000. Hợp chồng bảo lấy mập hơn chồng tôi. Chồng tôi 95kg, chồng mày nhiêu ký. Đó. Xuất sắc giùm em, xe cho giá 1.1 triệu. 8.050.000. Tiên ơi, ở Việt Nam hay ở nước ngoài vậy Tiên? 8050 tình yêu hoàng ý nè. Này đừng đo ý nha, đẹp quá trời luôn nè. À, 8050. 805. Hà ơi, Vinh Thái Hà ơi. Rồi Vinh bán tặng cái cộng này luôn mấy chị, 4 tấc 2. Em chốt luôn cho giá 1 triệu. 1.550.000. Bao đẹp luôn em. Cái cham này mấy chị lấy lẻ ra được rồi em nha. Ôi trời ơi, 78kg mà mập gì cha ơi. Chồng tôi gần 100kg còn chưa nó mập mà nói với chồng mà nghe, mà chồng mà dặn bà đó nghe lon. Anh 78kg quá mi nhon rồi. Rồi dây 4 tấc 2 giùm em có con cộng duy nhất. Ê, trời, tôi bị con hàng lặng mẹ cái bực không?
Không, tôi ngồi ăn ở chỗ kia bà, tôi ăn ở chỗ à, ăn chỗ mì với chỗ đường Trần Bình Trọng vậy đó. Phật độ ơi, tự nhiên con chim nể một cái bẹt. Trời ơi, hên dưới trời, nể một cái bẹt ngay tôi luôn mà. Chồng tôi nói hên chứ tôi quạo lắm rồi. Con chim kỳ cục tự nhiên đang ăn làm cái bẹt. Trời ơi, tôi nói thật sự luôn, 5.450.000. Ở đâu hên dưới rồi trời? Ở Việt Nam à? Ờ, coi tin nhắn tình yêu à, qua tiên của Biêu tới đâu rồi con? Làm gì thay chậm em ơi, nó còn bột toàn 4-500 Biêu à. Tới cái quầy nào tụi nó không dối trá, tới cái quầy online là tụi nó dối trá. Tại mỗi lần mà chị hỏi là tụi nó trả lời là ấy. Ở ba, nhóc ở dân không mà hết đầu tôi cái bụp. Trời ơi, Ngọc Đại Cát 5450 đụng hàng định tỷ luôn, ok la. Quỷ chim, ê có 2 cộng xin lỗi bà nghe đây nè, có 2 cộng 5450, 5.450.000. Nè lấy ra bông gì nó hay đeo đi chơi đi. Quá trời mô đen luôn, quá trời mô đen, mô đen. Tặng cho 1.4 1499. Rồi 5450 tình yêu Nguyễn Thị Thám. Rồi chốt đơn em 7.245.000. 7245 bông đang đeo 10 triệu. À, ok tình yêu Kim Hà Trang Trang để sao cho cái nè. Hình như ở dưới tủ em còn chứ. À 45. Dạ bông đang đeo 10.100.000 nha tình yêu gái ơi, không đụng hàng, có 2 đôi. Bông hàng số lượng bông mới. Em chốt giá yêu thương. À, bông hiệu luôn, mem đồ hiệu. 1.550.000 một gam. 10.100.000. Dạ chị bà gán đợi em bữa đi chị bà thương em đúng không chị? Rồi bông này em có 2 đôi 1499 nè. Quá mô đen đó chị. 8.770.000. 878 ô, em cầm tình yêu Nguyễn Vinh Vui, đúng rồi, Vinh có 18 tuổi à. Không anh kia anh đón 27 chứ em thấy anh đón sai rồi. Em có 18 à. Anh vừa qua đi quay với chồng em, cái đi vô cái chợ nói mua bự bự để chơi, nói mốt có cháu nội, cái người ta hỏi, ủa gì, cái gì có cháu nội, cái người ta nói vậy nè. Anh, em nói anh có cháu nội, em còn tin, chứ nói chị Vinh có cháu nội làm còn giật mình. Lấy ông vàng tôi đó là. Yêu nó vàng tôi. 8.770.000 em chốt cho giá 1.499.000. Em được 2 đôi. 2 đôi rồi, em còn cộng mini mì xéo nè, em tặng cho 1.350 nè, em tặng nè lẻ nè. Gì mà hết hết phải con? Rồi dây này em có duy nhất 3 sợi. Trời ơi đẹp lắm mấy chị ơi. Nè nó có hai cái nắp tầng đưa ở đây. Cho nên từ 4 tấc tới 5 tấc đều ok la lùm em. Đồ của anh hiệu nè mấy chị, quá xinh chưa, mini nhỏ nhỏ dễ thương. Em chốt cho 1.650 thôi, vừa bán vừa tặng có 3 cộng lại à, như được 4 cộng lại la lè la 3.750, 3.750.000. Dạ này trẻ hơn trước nay mấy chị già. Cảm ơn anh Kiều, anh Kiều đại bằng nhỏ nhỏ phải không, ok gái. Rồi chốt đơn em bông nhỏ nhỏ đây đây đây, bông eo eo là di đồ hiệu nhỏ nè, chốt luôn cho giá 1.399 em. 3.750. Ai da làm mô năm mô gì là bật cái em mình lụm chị. Nó nghe này nhỏ em tiến hành order chị cái lô 750 trước đi cưng. Còn cái kia để chị coi lên. Đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi cái đó chứ đi, còn cái 610 để chút xíu chị coi lại. Ha. Đúng 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 rồi này. Đợi chị chút chị đỡ like nha. Dạ chị. 3.750 giùm em có 3 đôi nha. Rồi, có 4 cộng nha, trời xin lỗi. Rồi, 3.750 rồi, chúc đơn. Rồi, tình yêu Kim Tho. Giá quá trời đã mấy chị ơi, 4-500.000 gam không mấy bà ô. Tình yêu Kim Tho, tình yêu Nguyễn Mộc Trà. Rồi, bông kia 3.75. Rồi, ok, tình yêu Mộc Trà dùm em. Rồi, con xã, tình yêu Kim Hà. Ok, gái yêu, xã. Rồi An bé cưới 3.750 có 4 cộng 5 cộng mấy chị gái yêu xinh đẹp ơi. Rồi chị yêu Hồng Thắm tình yêu Đôn Hồ. 3.750 và đổi mẫu lỗ 500 chị. Mấy chị chọn xong mấy chị đổi mẫu mấy chị lỗ 500 tại vì em chốt có 11 mà em đâu có chốt 2 3 người. Rồi ok tình yêu Hồng Thắm nghe em 3.750. Dạ mấy chị đổi mẫu lỗ 500 nha chứ không thể đổi nào mà chốt xong đổi ngang hoài được tội nghiệp em. Rồi chốt đơn em 3 triệu. 3 triệu, 3 triệu, giá 1.399.
Rồi con xả Quy Nguyễn thấm chứ con có gì chứ nào màu đỏ màu tím đó. Con bấm xả cổ cái đi mẹ đi. Rồi cô đâu biết cái tim màu tím là gì. Rồi cho mem 3 triệu giùm em tình yêu nào đây. Ngày đổi mẫu là phải lỗ chứ không lỗ sao được. À, thương em chị. Kệ tiếp em coi như cho em đi. 1399. Rồi em có con cá chép nè. Dây mặt con cá chép 252. Em chốt cá chép đặc biệt 3 màu luôn em. 3.650.000. Giá 1.450.000. Đây à, lòng trong luôn em. 3.650. Giá 1.450.000. 3 triệu em chốt chai rồi. Em có một ê, cái châm kẻ không còn đang cái nè. Trời em bán sao tặng luôn cho giá 1.200.000 nè. Chị Dung đôi chị yêu xinh đẹp. Dạ bà tính đi có lẽ em bớt cho chứ giờ chị chốt đồ 100 triệu thì đổi phải lỗ 5 triệu rồi. Đồ của chị chốt như 8 mấy triệu mà. 3.650 là gì vậy con? Đi. Ở con cá nè, Thu Quanh nè. Chị không cảm đi chốt đồ 8 mấy triệu thì lỗ 4 triệu mấy. À, rồi em chốt tiền cho Thu Quanh, không cảm em đi chị đẹp. Làm đúng chương trình mà. Còn không để đeo đi á yêu. 12.500.000. Rồi xã tình yêu Nguyễn Hiền Huyền nè con. Ok Nguyễn Hiền Huyền. Đây cái yêu. Vừa làm chăn cáo được vừa làm mặt được luôn. Mà em đem đeo dây cho mấy chị coi. Rồi gọi đeo. Rồi Dung Trinh Dung Trinh. Chị vừa làm chăm làm áo được đeo dây dài dây ngắn được luôn. Mà em xe tặng 1.200.000. Kiền cổ hôm nay em có luôn nè. À, kiền cổ siêu đẹp luôn bà con ơi. Cổ giờ mua mắc dữ lắm nha mấy chị. Có chỗ bán 1.920.000 luôn. Rồi kiền cổ. Chị nào ví dụ cái cổ hơi mập hơn có thêm tăng đưa toàn ten được nha. Kiền thêm tăng đưa toàn ten được nè đó. Đó. Kiền bính 3 bính giùm em cực kỳ đẹp. Rồi lắc tay em 6.840.000. Ờ con này 3 màu xi trắng là quá đã. Giá 1.399.000. Bấm quẻ cái thấy là lời 4.500.000 gam rồi. 6.840.000. Rồi kiền cổ. Kiền cổ. Rồi để nói dúi cho chị lỗ 3 triệu nha. Tại vì chị đổi mẫu thôi chị phải lỗ 5% giùm em. Thấy giống như là. Rồi kiền em chốt cho mấy chị luôn. Yêu thương đông đầy. Dạ di rút hai chị. Di rút mấy thắt chị em lên cho 684. Tình yêu Thu Quanh luôn. Ok chế 684. Rồi em chốt 1.399.000 kiền 17.900.000. Giờ này ai đâu bán 1.3 mấy mấy chị ơi nè. Đó. Đẹp giả mang luôn đó. Chị nào muốn dài hơn thì à, Bí Dinh nói mắt cho mấy chị nha. Bí Dinh nói tồn trang 17.900.000. À, 17.900.000 1.399.000. Rồi tình yêu Thùy Vân. Thùy Vân chơi nhiều món ha. Chị nào nhiều món chốt đơn ha. Chuyển cọc giùm em 10 triệu nha. Rồi nhẫn này siêu trắng rất đẹp luôn nè. Rồi em chốt cho mấy chị luôn 3.510.000 1.399.000 17.900.000 em hết rồi. Một đống chị sao không kịp rồi. Hàng hàng bước qua mở ba ra bông này ra món này chị ơi. Đây em có một sợi dây chuyển hắc đen. Quá xinh rắn ha. À, đồ hiệu luôn nè mấy chị. Đồ hiệu đen mang đen luôn. 1.450.000 một gam. 1.450.000. Tùy đợt em có đợt người nhà có đợt công ty và hỏi chị không biết. Cho đó bên bộ phận giao hàng này. 5.307.000. 5307. 5.307.000. Đó. Quá xinh xắn đáng yêu. Ôi 5.307.000 vậy chị ha. 5307. Nhẫn là 3.510.000. Dạ yeah. Rút đôi nào cũng sáng chi. Rút đeo chứ bền lắm. Đây em có một đôi bông chà nồi ngôi sao. Con đôi duy nhất đồ men luôn. 5307 em chốt. Thu Anh tự giờ đã vậy ta. 5307. Rồi Thu Anh. Rồi nhẫn 3510 chân châu đường đen. 351. Rồi yên dinh hết à. Rồi em lên với chị bông tai. Bi đặc biệt luôn em. Đồ bi nha. Bi đó. Bi mà em chốt 1.350.000. Mang mà em chốt 1.399.000. 2.840.000 đôi này. Đích đẩy nha. 2.840.000. Dạ bông bông đen dinh có 9 liên phân 1 phân 2 à, phân 3. 2.840.000. 284. Rồi nhẫn này em chỉnh đi không được nha. Rồi chị nào mà đi tay số 9, số 10, số 11 đeo dừa em sale trân triệu nè.
Rồi bông bi lớn 7.750.000, 2840 là em chốt tình yêu An bé cưới. Rồi bi 7750, quá đẹp, 7750 đó. Trời ơi đâu này xinh lắm đấy chị ơi, gần 10 triệu bây giờ còn 7750, giá 1.350.000. 1350, 7750, 1350 cho Thảo Trang ơi. Rồi nhẫn chốt 2650, ni nhỏ nha, ni 9, ni 10, ni 11, ni 9, ni 10, ni 11. Mẫu ai điếm sòng của Mai Liên trước đi mong. Rồi em xe cho 1.2650. Đại lắc tài nha chị. Mới mấy bữa trước chiều 7 nè, bây giờ em bán tặng cho giá nè, yêu thương đông đầy nè, khách mới đổi nè. Em chốt cho 1499. Cái gì vậy con? Đưa bông tai 8770 nè. Nhẫn 265 chút mà đô lê như gì nè. Rồi bông tai em đeo cho bà coi nè. Đôi này lên là em bảo đảm với chị là đẹp nhất ngàn luôn. À, bông lớn nhất, bông cái bi mười mấy ly lần mấy chị. 7750. Đây nè, đeo cho coi nè. Rồi lắc tay ai bỏ lâu cũng giùm em có 1.4 mấy nè. Chốt đơm em 4.050. 2650 chị đô lê chốt mà biết đi tay bao nhiêu không mấy chị. 4.050.000. 4050. Rồi em chốt với tình yêu Lon Nguyễn 405. Dạ bông nam đeo là 7.700. 50.000. Dạ yeah. Có cô đô lê vừa không nha, đây dành lộn cho đá không vừa nha. Rồi có chiếc nhẫn nè mấy chị, đồ hiệu Cartier nè, ni 12, ni 12 đường kính 17-17 năm ha, hiệu. Chị nào ni 12, à, ni 12 dùm em đeo vừa 5g em chốt cho mấy chị giá 1.350.000. Rồi em chốt đơn mấy chị luôn 6.750.000. 6.750, thông cảm em. Tập gõ cái nó không đẹp nữa, cái nó không giống cái hai người quân nữa. Nè mấy chị gái, đẹp xinh xắn chưa? 6.750. 6.750. Rồi, Thu Hoành nữa. Ơi Thu Hoành bây giờ nhiều vậy là đã vậy ha. Con chục món hết đó. Đeo danh đeo giữa đeo chỗ được. Ê, em có cái hộp vàng đá Nam Phi nè. Chị nào mà ni tay tầm ni tay số 10. Ni tay số 10, số 11 là vô mánh luôn em nha. Đẹp quá nó nhục sòn kiểm định da không chỉnh ni được. Em chốt cho 1.2 triệu thôi. Ví dụ ni Mỹ gì nữa em học sao cho em chưa gần vụ ni Mỹ nữa. 8.650. 8.650. Và xã của đô lê đi con ơi, chị không có vừa ni tay chị ơi. Đường kính nó có 15 năm mà, bởi em nhớ cái ni tay chị bự lắm mà dành 2.650 xã của đô lê con. À 7.750 chứ tình yêu Trịnh Diễm là bông đang đeo đúng không? Rồi chị ơi 7.75 nè. Rồi chứ xin 3 triệu cạch nha. Còn đích nào, à thấy thương nha. Còn ta có con mỏng. Sao đó. Rồi 7.750. Rồi thiếu, thiếu hai bọc xíu tính sao được bắt kết. Chút xíu. Rồi đi chính nhưng em không có thời gian. Ta đang không có thời gian, không có thời gian, không có nói chuyện. Ta còn không chạy, ta còn không kể chuyện cười cho vui trên đây nữa. Ở đâu ra thế mày? 2650 tình yêu Quỳnh Trần chưa? Rồi nhẫn giùm em nè. 8.640.000. 8640. 864. Trời ơi đẹp lắm mấy chị ơi, không vừa chị ơi. 2650 chỗ đây cô kia chưa nè. Cái hộp này ở ngoài nó đẹp, hộp kiểm định da ni số 10 số 1 giùm em full đai không đụng hàng. Uy tín của người lính. 8640. Đây cái đơn có 1199 nè mấy chị. Đây kiền cổ đẹp luôn em nè. À, hôm nay kiền xinh xinh không? Rồi tình yêu Úc nặng giùm em 864. Trân Châu đường đen xã 265. Lô Nguyễn mới chốt sao xã rồi bà nhỏ nè. 405 nè. Với Trân Châu đường đen đó con. Hai bạn màu đỏ cái màu 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 tím buồn cái bên. Rồi kiền cổ giùm em nha, chút đơn mấy chị luôn 1399 kiền nè. Trời ơi kiền bây giờ mấy chị mua giá công nó cao lắm. Rồi 12.05. Rồi chút đơm em là 16.900.000 nhầm em, 16.9. Dạ ni 12, 13 chị, đường kính 17 là ni 12. À, 16.900.000 nhầm em cực kỳ đẹp.
đó, xuất sắc giùm em 16.9. Dạ Xương Trần đang nhận được đồ đẹp ha. Dạ nó hơi lâu lắc mấy chị, hơi tàu lao, nhưng mà đồ đẹp. Rồi 169. Rồi em cho chị đi Nguyễn Điệp 1690. Ok chị gái. Rồi em lên số lượng với mấy chị 169. Rồi mặt thanh giá em có 3 con. Rồi em chốt tặng giá luôn mấy chị, học bà Bia Ghép 1499. Chốt giùm em 6.290.000. 6290. Ồ, em có 3 cái mới về. À, mấy chị không cần đeo sòn đâu, mà cũng không cần phải đạo là mới đeo đâu mấy chị nè. Nó cực kỳ là nó giống sòn mà nó dễ mua, dễ mít đồ. Áo thun, áo sơ mi gì cũng được luôn em. Em có tổng cộng 3 cái. Dạ, chị đặt cọc giùm em mà gửi đồ cũ về đổi nha. 6290. Chị đẹp. Chị đẹp ơi. Cá sao chị Hải Đào ơi, cá sao chị Hải Đào. Đặt cọc giùm em gửi đồ cũ về đổi, em có 3 cái. Rồi lắc tay 4.050.000 giùm em. Ồ, cái lắc bi này đẹp lắm đó chị. Quá đẹp cho một cuộc tình bi này. Ông xã của An bé cưới hỏi con xã mã nào con ơi. À, 4050 giùm em này. 6290 cho Kim Ngân Nguyễn. Bao đẹp. Đợi tỷ luôn đó chị ơi. Có 3 cái 629. À, 4.050.000 cho tình yêu Nhung Trương nè. Nhung Trương từ giờ cũng mấy món, có xả món nào không nghe gái. Rồi 6229 em chốt đơn tham giá cho ai. Rồi nhẫn quá trời đẹp 3.510.000 nhầm em nè. 3510. Rồi cái lắc cạch chia nè mấy chị, đinh cạch chia hiểu nha. Quá xinh xắn chưa, em chốt cho 1.450.000. Cái sao là 1 giờ. Chốt đơn em 4.350.000. 4350. 4.350.000. Đó, quá đã mấy chị. 435. Đinh nha, có toàn đen tăng đưa. Rồi cái tình yêu Xương Trần. 4350. Rồi, nhẫn bông hoa hồng. Em xem mấy chị 900.000 một gam. Quá đã cho một cuộc tình này, em bán tặng nè. À, hoa hồng nha. Hoa hồng tình yêu. Em chốt 900.000 cho em chiếc nhẫn to đùng 6.1. 6.100.000 giùm em. Ồ, nó đẹp mấy chị gái, đem lên tay cho mấy chị coi. Rồi comment giùm em 6.100.000 chọn ngẫu nhiên nè. À, 900.000 một gam. Nhá quá, giờ đặt cọc giùm em cứ đơn 3.000.000 giùm em, đơn 3.000.000. 6.100.000. Ai nhanh rồi đó được nè. Trời ơi, dây chuyền đẹp chưa mấy chị gái. 4 tấc. À, 4 tấc, 4 tấc 2, 4 tấc rưỡi gì đó. Trước mắt là 4 tấc nha. Chị nào 42, 43 gì cũng được hết. Rồi, 6.100.000 là Hello Kitty. Hello Kitty, quá đã, 6.100.000. Rồi, chuyển liền, chuyển liền. Rồi, dây em thiêu thương đông đầy, em chốt cho mấy chị luôn, giá quá đã luôn. Chốt mấy chị 1399. Thơm ngon bổ dưỡng luôn em nè. 17.970.000. Quá đã mấy chị ơi. 22.800. 17.970. Đó. Lấy em gì cho chế công bên đây nè con ơi. À, chị nó cọc liền giùm em. Mặt thanh giá 6290. Con chịu từ mấy con gàm nè. Rồi dây em đang đeo nè. Em 52kg vẫn đeo 4 tấc được luôn nha. 1797 em cho tình yêu Bảo Thư. 1797. Ok gái. Thêm kiều. Rồi đặt cọc 3.000.000, đặt cọc 1.000.000 hoài. Mấy chị này chơi không đẹp. 3.000.000, 3.000.000. Còn không thì 2.000.000, đừng có 1.000.000. Còn không thì 2.000.000 đi. Đặng bơm hàng thì em lỗ 1.000.000, chứ không lẽ lỗ 500 mấy bạn già. Rồi dây mặt trái tim. Toàn ten trái tim luôn. Em chốt cho 1450, hàng đẹp hàng VIP. Chốt đơn em 7.500.000. 7.500.000. À, 17.970 em hết rồi. Quá xinh mấy chị ơi. Sơ mi áo thun áo ơi gì cũng được luôn em. Ở trần cũng đẹp luôn. Ở trần cũng đẹp luôn. Và tính ai đầu tiên, tính ai được nhanh này chốt chị, không tính theo tiền nhiều đó. Tính theo tiền nhiều đó gì bị người ta nói quá trời luôn á. Ta nói làm ăn gì kỳ cục, giữ vốn, giữ tiền, giữ cặp cuông tay tùm lum. Rồi em chốt cho mấy chị luôn giá 1450. 7.500.000. Giá quá đã cho một cuộc tình. Mì kim cương á chị đẹp. Mì kim cương này 14-15 gam nè chị, 22.000.000 Nga Trần ơi. Nhẫn sòn 6 hột á chị. Mấy ly tình yêu Thảo Vy.
đẹp dễ sợ chưa, cái này đeo mà cũ em đền nhận không đẹp em đền. Rồi ở đâu rồi cái mặt đó, dây mặt luôn em 7.500.000, 7.500.000. Nhung Chương xã mã 9062 con. Ok Nhung Chương, trời ơi đẹp nha chị, học ghép hết luôn em nha, dây với mặt luôn em, dài từ 4 tấc tới 4 tấc rưỡi, 4 tấc 8 đeo được, và nó có tầng đen tăng đưa nè bà đó. Đó, nó có tầng đen tăng đưa mà. 7.500.000 không đẹp dinh đền nha, 7.500.000. Rồi gấp dây với đó nè, xíu lượng nha con. Rồi dây bi dùm em chốt tặng luôn cho 1399. Dạ được chị, mở gấp như đây à. Gấp xuống dưới đây luôn mà chị không kiếm được thôi, đứng gì đây nhỉ. Bảy chị gửi người ta lấy mà gấp mất tiêu rồi. Rồi cho em 8.800.000 luôn nè, 4 tắc 2 nè mấy chị, 4 tắc 2 gớt kẹt, gớt kẹt dưới luôn nè, xíu đi mua sao nè em đi. Còn nó cô tình yêu cái tim phan dây với mặt tim nữa con, tim hồng đó, kêu cô đặt cọc đi chứ xíu lụm với đắt lên nha, không ngon có hình đó. Xin xuống đầu cô ta chị Phan nha, xíu lụm xong là chụp cô. Em gái ơi em cứ đặt cọc đi Phan. Rồi cho em 8.800.000, 1399, 8.800.000. Trời ơi đồ bông này đẹp nha chị ơi, tới bây giờ nó vẫn là viral luôn, đẹp nhất luôn em, là hàng Ly Minh Tịch luôn em. Em sale giá 1.200.000. Nói đưa lại đi em. Gì hả? Con mua cái gì? Dạ, đây con. Rồi 1499. Rồi bông tai em chốt cho 13.800.000. Dạ với 20g không có chị ơi. Đây 13.800.000 nhà em sale giá 1.200.000. Dạ pháo bông nhỏ, dạ có chị đẹp. Mới chị gái mới đồ sale nha chị. Em có 2 chiếc giá 1.599.000, 1599. Rồi bông mới dinh đang đeo chút đơn cho 13.800.000. Đây 13.800.000 nha em. Trời ơi nó đẹp mấy chị ơi, 13.800.000 bao đẹp. Rồi em chốt cho chị gái yêu 13.750.000, 13.750. Cái ni tay này em đang cầm ni tay hơi lớn đó, nó vừa có tăng đưa tòng ten mà vừa chiều dài hơi dài, ni tay tới 52 trở lên. Tại nếu ni tay nhỏ hơn thì kêu nó cắt bớt làm em nha, cắt bớt nhiều tiệm tính cho nhiều. 13.750, 13 triệu. Bông đang đây là 13.800.000. Trời ơi này nó quá sang mấy chị, này đúng nghĩa của cái sự sang trọng em, y chang như xoàn luôn em. 13.750.000 cho tình yêu Lan Nguyễn nha. Em có 2 sợi, mùa này không ai bán đồ mới số lượng như thế này á, khoan bật em, khoan bật. Rồi tình yêu Lâm Thí, tình yêu Won 1375. Rồi chúc đơn tình yêu, rồi em hết nha. Bông đang đeo là 13.800.000, sale 1.200.000. Rồi nhẫn này em sale cho mấy chị luôn nè, mới nghe mấy chị mà ta còn chiếc bán tặng cho 1.300.000 nha. Ni 9, ni 10, ni 11, ni 12, ni 13. Hello luôn em. Đơn đang đây là 13.8, 13.750 là lắp tay xoắn á em ơi, có chừng lộn. Rồi chúc đơn em 7.700.000. 7.700.000. 7.700.000. Đẹp chưa? Rồi qua tiền lấy là bông dinh đang đeo 13.8. Đẹp lắm, có 1.200.000 à mà bao đẹp, không cần đeo sòn. Rồi chúc đơn em. Rồi 13.800.000 em sale cho 1.200.000. Rồi 7.700.000 em chốt chai đây, Nguyễn Chí Linh. Sướng ngàn rồi, chuyển tiền luôn bé yêu. Rồi chúc đơn bay bạc, đường kính ngang 25, bông lá lan nữ hoàng thương hiệu LG. Trời ơi đẹp chưa mấy chị, đợt này về trơn nha, trơn nha. Em chúc cho 1.399. Rồi chúc đơn em 6.990.000, bao đẹp luôn mấy chị. Mua móc máy nhìn nó giống sòn nha, 6.990.000. Em gửi cho chị 699. Rồi em chúc tình yêu Thùy Vân, bông này độc lạ miền Tây,
Áo bạc đen quá thiệt. Mà không có chi vậy. Cô có bán luôn không? Cả mấy em đồ nhà em có đồ mặc. Giờ mặc quần xà lõn sát hát không à. Rồi em hết. Bông gắn ý nè. Sòn lớn yên gì á, mấy chị làm mua, nếu mà mua sòn là tầm 68 triệu. Này nó nặng trọng lượng nha mấy chị. Rồi em có con đơn tặng cho 1350. Chút đơn em 11.880 bao tay. Đám tiệc chị đeo này nè, mấy chị đeo chung với dây gì cũng được. Dây một ngột tennis gì cũng được, hay dây kiểu dây sắn gì cũng được luôn em nha. 11.880. 11.880. Mười một triệu 888. Rồi vòng tay bông mai nè, em có chiếc duy nhất nè, chăm xếp bộ xa lẻ luôn, xe cho nhá, 1.2 triệu. Bông tim em gái 13.560. Trời ơi đẹp. 50, 51, 52 chuyển sữa ni vô tư nha. 13.560. Dòng đặc biệt trong xếp bộ em xe cho 1.2 triệu. Rồi ok tình yêu Nguyễn Như, để coi tin nhắn liền. Đây gái, quá đẹp cho một cuộc tình luôn á mấy chị gái. Nè lòng trong lòng ngoài luôn em. Đó, yêu thương đông đầy. Bao đẹp. Ok Hải Đào. Dạ bông đang đây là 11.800. 13.560. Rồi chúc đơn Vinh Hạnh. Trời ơi những nam quá đẹp mấy chị ơi. Nam nè, nam chốt cho giá 1.250 thôi. Này tiếng Vinh. Dạ 1356 hết rồi. Kim Phụng Võ ơi, bông như đang đeo 11.800 giùm em, bông ngắn đang đeo. Dạ sòn ca sao chị gái 15.980. Mà Vinh like vậy không có, không có khen hình nổi. Chị cứ chốt hình đi, kêu tụi nó chiều xin giá Vinh. À, Vinh cho giá đặc biệt cho, có sòn thì không gà chưa có. Rồi em chốt cho mấy chị giá 1.250. Chiếc này mấy chị mua tới 20.500. Thọt cái tay là 4 triệu mấy. Thọt cái tay là 4 triệu mấy. Chỉnh sửa đi được luôn, nhìn lòng trong nè. Trời ơi nó đẹp mấy chị ơi. 15.980.000. 15.980 giá 1.250. Ok Thu Quanh. Rồi mang tặng cộng diệt sáp này luôn cho 1.100.000. À kỷ niệm. Ai hên mua được, mấy chị đeo dài xuống gì cũng được mấy chị. Nè nè mấy chị, đeo dài xuống cũng được, mà muốn đeo chốt cơ như kia cũng được luôn em, dễ mà. À, rồi 1.598 em chú tình yêu Thu Quanh. Nguyễn Hà không kịp. Lắc bi kim cương hả gái? Ok. Lên sao ơi, lên mới. Rồi dây 17.500. Rồi em chúc tình yêu Từ Kiều 175. Hên quá gái yêu. Hả mới 1.2 triệu giờ 1.1 triệu. Lâm Thanh, xin chào Lâm Thanh. Mì kim cương 4.5 tấc nè. Chữ V nè. 17.500 Kim Thanh lấy trước rồi mà. Ba chị đẹp ơi, Trang Tú Anh với Cherry ơi. Đó, rồi em chốt cho giá 1.350.000. Chị sao người ta tới hai ba comment là ngồi chát hoài vậy đó, rồi em biết làm sao giờ nè. Đừng có chát nữa. 7.150. 7.150.000. Nha, 7.150.000. 7.150 kệ cưng, mua cao nữa bán cao cưng. Đẹp dễ sợ chưa? Trời ơi, ô mê lý chứ. Em chốt cho 1.150.000. Dưới đi 15 mà đeo được nhầm em. Rồi em chú tình yêu Diệu Ái 7.150. Quá đã chung. Dưới đi 13, 14 mà làm được nha. 5.810.000. 5.810.000 nhìn em. 5.810.000. Trời trời đẹp mấy chị. Lẹ mấy chị ơi, không đụng hàng luôn. Chiếc này giờ đụng hàng cũng đền luôn. À, em có cái lắc chân đẹp quá trời luôn nè. À, mới nhận xong đổi. Nhìn đổi. À, dạ kiểu là ngứa cái đổi liền luôn hả mấy chị. Đó kiểu là ngứa túi nghe chứ qua đồ ngứa nghe cha. Nè mấy chị lắc chân nè, 1.850 nè, em chốt cho 1.450. Rồi nhẫn là 5.800.000. Em chốt tình yêu Nuchi 5.810.000 không. Cái nào cũng đẹp, sale mà tiễn để sale tổng có thời gian mấy chị. À, bóc lên cái đồ đẹp, bóc lên cái đồ đẹp. Rồi bây giờ chốt đơn mấy chị 4.610.000. Lắc tay một hộp nha Tiffany 4.610.000. 1.450 chưa tới giá vàng luôn, lẹ. À, rồi em có một cái mặt cặt chia đồ hiệu. À, em bán sale tặng cho giá 1.250.000.
Rồi bông con nít người lớn nha, bông móc máy 3D nè. Hoa thị 1399. 3.520.000. 3.520.000. 4610 này chốt chai rồi. Nhín thời gian 2 phút chuyển cọc giùm em đây, em bấm xả con. Rồi cái dây kia B màu hồng cô kia chuyển chưa con? 3520. Rồi Phương Anh Nguyễn giùm em 352. Rồi mặt chút đêm em 5.600.000. Rồi mấy chị to đùng như 5.600.000 lòng trong lòng ngoài nè. Không tì vết gì luôn. 5.600.000. Trời ơi, cái dây này mua đen quá mấy chị ơi. Mấy bà mặc đầm mặc ơ sang lắm nha, nó choker lên gì nè. Cái dây này thì phải đeo choker nha. Đeo dài quá thì nó lật không được. Cái này buộc phải đeo choker luôn nè. Đó. Xuất sắc chưa? Rồi xe tặng cho 1.200.000 thôi. Rồi 5.600.000, 5810 nó ai lấy đây. Mặt dây chuyền hiệu cạc tia mặt tròn phân to. 5.600.000 luôn mà em giá 1.250.000. Mèn ơi nó đẹp mấy chị ơi đó. Bà coi lòng trong lòng ngoài. Dây mì dây sống dây bính dây bi gì cũng được luôn mèn. 1.250.000. Dây mặt hởm nè cái 35.800.000. Xe cho giá 1.200.000 nè. Xe tặng luôn cho 1.200.000. Đó đẹp xuất sắc giùm em. Và có mới có lướt mà lướt 100% mới để. Cho nên thấy cái nào giá được mà đẹp thì chốt đi. Không có gì đâu. Bản thân tôi cũng đi mua túi cũ tôi xài nữa. Chứ đừng có khó quá. Tại em thật sự cỡ như em mà em cũng không cảm thấy là cái gì phải là trong hộp hết đâu à. Nhưng mà giới thiệu 100% là phải đúng 100% nha. Giới thiệu túi 99% là phải đúng 99 nha. Để em bé kia mà giới thiệu đúng 99 về ta nói nha à. 35.000 mấy trăm không nhớ. Comment này mà em 35 năm đi chị. 35 năm đi xeo giá 1.200.000 à, 4610 nay ai lấy đây. 35.500.000. Trời mùa này bán 1.200.000 đó mấy chị ơi. Tinh tất tươi chưa. Rồi em có một đôi hồ lô màu đen nè. Đích nó như đích hãng luôn. Ôi đồ ơi cháu nó như trong hãng nè. 35.500.000 em chút đơn nha chị. Em hết rồi chị ơi. 2.48 nè. Quỳnh Hạnh em hết rồi Quỳnh Hạnh ơi. Chị nào lấy đồ hiệu luôn quá đẹp xuất sắc. Chút 1.399.000. 3.500.000 giùm em có một đôi duy nhất. Và dây luôn mặt luôn. Bông gắn đang đeo 11.800.000 ế. 118 ế. Nãy bông trái tim tình yêu nào hỏi em nè. Rồi bông tai 3.500.000. Đá đen giùm em nha. Đẹp lắm mô đen nè. Quá dễ thương. Rồi gen nít Nguyễn giùm em 3.500.000. Rồi bây dinh hết. Ế sale. Dạ sale rồi. 3550 ai lấy à. Coi cô Liễu chuyển chưa. Nó được thằng giấy kế bên luôn nha. Dạ. Ủa miệng mầm dính lâm nè. Trong set bộ mới nè. Còn đôi tặng luôn cho 1.200.000. Chốt đợt em 4.703.000. 4703. 1 giờ lên sòng xôi. 1 giờ 35 năm nay chốt với chị nào rồi thông cảm. Ê đặt cọc vô có 3.500.000 nha mấy ông nội. Ông nội nè 4.700.000 xeo giá 1.200.000. Đặt cọc giùm 2.000.000 đi. Giờ mà la nó đặt cọc 1.000.000 giờ la viết đặt cọc khoảng 500 mà cha ơi. Đây một cái mặt trời nồi Amaro nè. Em xeo luôn cho 1.200.000. Đẹp lắm mấy chị ơi. Đồ xeo nhà em nói mấy chị mà bảo em mới mua ba đổi à. Em có si bận gì đâu. À, nó như đồ mới. Em nói đồ mới em nội tôi biết. Thôi nói nào ra nói cho dễ. 5.960.000. 5.960. Sale giá 1.200.000. Cọc 100k là tặng em phải không. Còn cọc 2.000.000 là đặt cọc đúng không. 100k đó tặng em tại tội nghiệp em phải không. Rồi Bùi Điệp giùm em nè. 5.964. Nhỏ bán về mà đặt cọc nhỏ 500 làm như đặt cọc quần áo chứ trời. Khổ muốn chết, không có tiền luôn á. Hai không có tiền mai tính chứ. Nè mấy chị. Mì ngôi sao nè mấy chị. Nè bán tặng cho 1.350.000. 1.350.000 luôn em. Đó, 4.5 giùm em nha, mì ngôi sao. Chứ cô chuyển gọc đi con, nào không có dục quá con. Trời mấy chị, 22 23 triệu chút đơn 16.900.000. 16.9 4.5. Ờ chuyển cọc tới 15.500.000 luôn ha. Cưng nha trời biết tôi khổ.
Cảm ơn gái 169 1350. Ok chị Thảo Trang. Ok bạn già. Ờ người ta mua đi. Để trả giá hoài, trả giá cái bên. Ê đôi bông này mắc lắm mấy chị, em có số lượng là 5 đôi nè. Em bán xả lỗ bông này cho mấy chị luôn giá 1650. Quỷ này bên hãng mắc mấy chị ơi. Trời bán mắc đâu mua mắc nha, nhưng mà cái này người ta cũng bán 1.9 triệu rồi mấy chị gái. 5.940.000. Chị Phương Quỳnh, em thấy chị Phương Quỳnh. Trương, em thấy chị Trương. Minh Hiếu Lê 5810 ai lấy rồi Minh Hiếu. Em có 5 đôi. Bao dễ thương luôn, không dễ thương em đền. Chúc 4 cho chắc ăn. 5.940.000 169 Vinh Hot rồi Lô ơi. Lô Ve ơi. Bông tim ghép nhỏ nè, bé. À, chào Lan Ngọc Diễm, tới đây. Rồi Vinh chốt cho giá 1.350.000. Tại này người ta khách mới mua đổi liền rồi cơ. 4990. 499 nè. Quá đẹp luôn. Không thấy một cái chấu nào luôn nha mấy chị. Không thấy chấu luôn. Rồi nhẫn bi. Ở dưới đài nó có lủng chút xíu, một xíu nhìn không thấy đâu. Ni số 12 13 giùm em nha. Em sell cho 1.2 triệu đầu bi nè. Lủng chút em xíu xíu như chấm kim vậy đó, nhưng mà thôi kệ. Em bán em thích nói cho mấy chị biết. Nói như vậy để mình hiểu được. Nếu như mình mua túi ở dưới góc nó bị mớp mình biết nó sẽ bị mớp. 25.538 chỉ kêu bớt 238. Bớt 138 không có lời nhiều, bán giá u như kỹ rồi thương à. Rồi. 4990 thương chị đi cục dừng em. Rồi. Rồi xả 6 triệu lấy mặt chị hết ra nè. Rồi nhẫn đi 12 13 giùm em bi sẽ giá 1.2 triệu. Chốt giùm em là 4.160.000. 4160 4990 ai lấy rồi. Trời tao bán đắt từ giờ chứ mở hàng nhà nó từ giờ tắt lắm rồi. Đó, 4164 em sale cho giá 1.2 triệu. Dây chỉ công nhỏ phải không? Rồi em chốt chị yêu Cherry Trần. 4164. Rồi, ok gái. 4164. Rồi em có cái nhẫn xuyến này ba hộp nó y chang sòn mấy chị ơi. Ni số 10 số 11 giùm em màu vàng hồng nè. Không có chỉnh ni được nha, em bán tặng chỉ điểm cho giá 1.2 triệu nha. Màu hồng nha, si trắng được nha mấy chị. 16.9 hôm nay ai chốt rồi. Võ Hương cho Thảo Trang chốt rồi Võ Hương ơi. Chốt em 5.020.000. Dây em đang đeo mấy chị, rồi em sale cho giá 1.2 triệu gam thôi nè. Giá quá đã luôn đó mấy chị. Nó có toàn tán đây, cho nên cổ mập cổ ốm thì đeo cũng được giùm em. Cái này em nói với chị nè, em nấu cục em bán lời hơn với chị nha, mà toàn là đồ độc độc không nè. Dây em đang đeo là 33.744 nha. Rồi pin bon 5020. Pin bon 502. 5.020.000. Rồi ok là giá con 1.2 triệu. 33.744 nha. 33.744 này chốt cơ nặng gì nha cả nha. 5020 ai lấy rồi vậy. Trời ngứa gâu ghê. Mấy xước mà không để cái đó y gan mấy ông nội Nhật à. 4160 ai lấy đây. Đây bông màu hồng cực kỳ đẹp luôn em nè mấy chị. Màu hồng. Trời ơi sao em nực dữ vậy. Cái kem cắt đây. Điệu mấy xước quá. Nè mấy chị, em có một đôi duy nhất luôn nè, màu vàng hồng. Rồi em cứ tự nhiên Nguyễn Dân nè, 33. Này mua đen lắm mấy chị, đắt tiệt đồ đeo chỗ đẹp. Ngày ban ngày thường ngày làm cực khổ rồi. Mua chỉ có lời thôi. Giờ thấy mấy chị thấy người ta bán không? Giá cao muốn chết. Dạ bông em có 5 đôi nè, đôi em đang đem sale cho 1.499.000 đi. À, còn mấy đôi kia bán 165 nha. 33744. Rồi chúc đơn cho nha, 1.2 triệu. Rồi, sáng vuông như này không có cơ. Rồi chúc đơn em 4.509.000. 4509. Rồi bính 4.5 nè mấy chị đeo như kiền giùm em nè. Rồi chúc đơn em 13.990.000. Chị không lên cổ đẹp dễ sợ chưa. Cũng đeo có mặt cũng được và không mặt cũng được luôn em. 13.990.000. Rồi bông tai em chúc đơn 4.510.000. 1.350 nha mấy chị. 1.350.000. Trời ơi đôi này đẹp quá, tới giờ nó vẫn còn đỉnh điểm luôn nha. À luôn vui tươi, không thấy miếng chấu nào luôn, dù đồ Italy giá 1.250. 4.510.000. 13.990, 4.5 tấc nó có 5 tấc luôn đó. Bê lô ba.
Trời em tuyển được có 8 cộng rồi mấy chị ơi. Bình bông tắc 2 cắt bớt lại cơm. Có nghĩa đang là đang 4 tắc rưỡi thì cứ chốt xong cứ cắt lại thôi. 1399 giá 1599 10 mã đây nè. Rồi Nhi Nhi lấy đi Nhi Nhi, yên tâm đi, em cắt lại chị cắt được. Rồi con vô bính cho gái đi con. 13.990.000. Đó. Ok gái. 4510 là em chốt tình yêu Hiếu Thuận nè. Bông tai. Rồi, đôi này em 4750 Nguyễn Thuận. Nguyễn Minh Hiếu. 4510 màu hồng. 4750 là màu trắng. Rồi, 6 triệu mặt này gái xinh đẹp. À, nhận gái đẹp đây là ok gái đẹp. Mới nha. Còn có chiếc này bán tặng luôn cho 1.2 triệu nè bạn già. Rồi chúc đêm em 5.436.000 nha. Vậy bính 13.990.000 chứ ơi, đeo mặt cũng được, không đeo mặt cũng được. À, không có cắt xấu đâu. Em cắt mà cỡ kiềm cổ 7 bính đâu á. Không xấu, xấu không lấy đừng lo nha. Có nghĩa là bính đeo giãn á thì không có xử lại được. Tại vì nó giãn luôn. Còn chứ cắt là bình thường. À, 5.436 tình yêu hồng Phạm. Mà tới ra mình đổi cũng được rồi. Mình chán đời được rồi. 5.436. Rồi bây giờ nè. Bông cạc tia hiệu màu trắng này, bảng to nè. Đồ hiệu này em sale cho 1350. Mặt chữ H, xỏ lùn qua luôn em Amaro 6 triệu. 3.940.000. 3940. 394. Lắc tay này em có hai bé, trái châu nè mấy chị, trái tim Tiffany. Đẹp chưa mấy chị? Rồi chúc đêm em 394 cho qua mặt trời. 394. Ok là cái. 3940. Rồi cái này chúc 1450 luôn, em có hai con xả hết luôn nha. 5.2 triệu. 5.2 triệu bây giờ vàng hồng. Đồ độc, đồ VIP có toàn tăng đưa nha mấy chị. Đó, quá thấy cưng luôn đó mấy chị. 5.200.000. 5252. Rồi nhẫn này em sale cho 1.2 triệu đi tay to giùm em, đi tay 11, 12 trở lên. Vẫn chỉnh đi được nha. Cái đó mua trong hình giùm em. À, rồi chốt đơn em 5.2 triệu, 5.2 triệu. Trời có hai chiếc đồ số lượng mấy chị đẹp ơi. Số lượng. Nhẫn giọt nước em có 5 chiếc. À. Cảm ơn gái nha, mới nhận được nhẫn đẹp ha. Đẹp nứt rách luôn, cảm ơn gái yêu. Giọt nước Amaro. Xả cô che đi Trần đi con. Ok Cherry. Rồi chúc đơn em 4.830.000. 4830 nè. Nó dân như giận sống sale giá 1.2 triệu. Bông đang đeo chế còn chứ ơi. Bông đang đeo còn. Sale giá 1.499 chứ Hồng ơi. Có 5 đôi mà đôi này em sale 1.499 nè. Rồi chúc đơn em 5.4 triệu. 5.4 triệu. Rồi chúc đơn là giả Mỹ Hằng ơi. À, Hồng Nguyễn lấy đi gái có 1.4 triệu mấy nghìn em giá quá đã cái. À, rồi. Rồi em chú tình yêu Ngọc Hà 483 đó. Rồi chốt được cái không chán học không. Chốt được cái chán hoài vậy đó. Rồi đi hỏi chút đơn là giả nó, quỷ nó giả nó chặn liền chữ liền tại chỗ. Nó bị yêu nghiệt yêu tinh xuất hiện. Rồi nhẫn giọt nước mưa giùm em. 5 chiếc ni tay dưới ni 13 giùm em nha. Rồi chốt đơn cho 3 triệu con này đẹp quá mấy chị. Nổ nó y chang như hộp tròn kiểm định da nó. Em về được 5 bé. À. Rồi chúc đơn em 3.1450. 1.450.000. Giá quá đã cho một cuộc tình nghe lẽ. Mèn đét ơi. Nhẫn bi 4164 giùm em. 3.000.000 Mỹ Hiền 5 chiếc. Còn nhẫn này mới nè mấy chị, em còn 5 chiếc mà tại cái còn chiếc bán xả tặng luôn cho mấy chị luôn, xả lỗ luôn. Còn 5 chiếc nè, em xả tặng luôn cho nè. Rồi 3 triệu tình yêu Hồng nè, Ngân nè, Lan nè, Nhiếm nè, Nga nè, Mỹ Hiền nè, Hồng Trần nè, em hết rồi ok gái. Mặt hộp á chị yêu rồi, gọi đi lên liền cần gì báo.
ai cần gì comment em lên được em lên nha. Rồi ok, tình yêu Nga Nguyễn em mã số 3. Rồi tình yêu Nhiếm em mã số 3. Rồi Kha Lan bỏ mã số 3. Dạ, rồi Ngân giùm em số 3, Mỹ Hiền số 3 có rồi đó cưng. Rồi mấy chị, mỗi cái còn chiếc chiếc giùm em nha. Bữa nay ha mấy chị mua vốn ha. À, là mấy chị mua. Gọi là em bán số lượng là cũng phải là cỡ 145 rồi đó. Em chốt cho mấy chị này 1399 hết luôn nha mấy chị nha, tại mỗi cái em có một chiếc. Mới nha mấy chị. Ni tay dưới ni 13 14 là đeo dừa bên hông nè, bên trên bông mai. Nữ. Bạn đi đâu? Gì vậy ba? Mua dặm đây được không? Không có đâu, mình bán mua dòng tao đâu có dòng mà. Nó có dòng mà nó dòng chỗ ấy đó con. 9.618.000. Trời ơi đẹp mấy chị gái. 9.618. 9.618.000. Rồi em có một cái mặt ngôi sao nè. À trái tim. À trái tim, trái tim. Em chốt cho mấy chị luôn giá 1.350 luôn. 3.130.000 giùm em. 3.130 chị có chuyển cọc chứ không? Chưa chắc xả hay gì không? 3.130.000 có còn mấy cho cô. Nào mà 5 phút mình chuyển cọc mà đưa mẹ con. 3.130 giùm em. Nhẫn này đây 9.200 mấy chị. Trời ơi. Cái tim nó bà đeo dây dây mì gì bính gì bi gì cũng được luôn em nè. 9.620. Phương Anh Nguyễn giùm em. 962. Được chị con chị đi chị chịu không ra đây tiếp. Chị kêu chắc chịu mà. Rồi, em chốt đơn cho tình yêu 313, tình yêu Út mắm á, Út cưng nè. Con làm nào tranh thủ không? Tại vì con làm gì là không được nha. Mẹ cho tay chuyển xong ấy gì là không được đó. Bông gắn hiệu đường kính phanh nè. Full hộp luôn mà em nè mấy chị gái. Đồ hiệu nha. 1.550 chưa chút được đó. Bây giờ em bán cho 1.399 thôi. Rồi đồ hiệu chút đơn em này. 9.620 đang chụp cho em coi đó Phương Anh Nguyễn gái. 313 là mặt trái tim cho Út, Út cưng đó. 5.150.000 nhầm em. Rồi mấy chị, nít người lớn cái tay to được luôn em, đẹp. 5.150.000. Rồi rồi, gớt nữa ăn ơi, lụm cái ăn. 5.150. Phương Kiều giùm em nè. Cho một cái bông với tim còn đen mới mới nay thì có. Chị có chốt không? Không chốt người ta lấy mất tiêu rồi. Tôi muốn ăn đâu gì mà hết hả? Hết rồi. Tại vì em bán đâu chị mới bán mấy sale được, con chị bán trong tủ tán tới 1.600.000 lận. Vậy hả? Ừ. Đâu? Không nhớ đâu nội ơi, đấy mà có làm không? Không, không có sao nhớ nổi, em like rồi, công nghiệp em. Nè con, chúc đơn. Nè con đưa ra bông nè con. Bông nào tao cũng nhớ mã nè. Mà nhớ mã nào không mới lấy được. 5.4 mà. 5.4 có Hồng Nguyễn hay gì đó con. Nhưng mà không, mình không có đưa đó ra được nha. Có đưa là đâu, đưa đâu kia giá cao không? Rồi cho chị cô bán này đi, đưa ra bông đó cho cô đi con gái yêu. Nè nè. Rồi đây chị gái xinh đẹp. Rồi em chốt đơn cho đâu này em nè. Không nghe nè, chốt lại em và lựa từ từ nữa. Rồi sao được, bị đọn. Rồi em sell cho 1.3 triệu. 3.744.000. 5.150 giùm em là không có dự bị luôn. Cái yêu ai lấy rồi cái yêu. Vinh một chốt một người hai là bị bơm. Vinh không có, Vinh không có chốt dự bị. 3.744. Em sell cho 1.3 triệu. Nhẫn đi tới 23 hả chị? Chứ 23 không có. 23 là không có chắc rồi cục vàng ơi. Chị nhiêu kiếm 23 vậy, chị có lo lộn không? Có nhiều chị nghe lo lộn tào lao gì đó không mà. Ni số 9 cái tự nhiên nói là đường kính, đường kính số 9 ni với đường kính nó khác nhau nghe. Cái về rồi mấy chị dãy đạch 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 nó à. Rồi 3.744 em hết. Rồi nhẫn vuông em mà đẹp chưa? Em sell cho 1.2 triệu. Nhẫn vuông quá đẹp, dưới ni 13, 14 giùm em nha. Và dưới ni 13, 14 là chỉnh ni được 6.7 triệu, quá đẹp. 6.7 triệu. Xeo có 1.2 triệu. Rồi nhẫn này em xeo cho mấy chị 1.1 triệu. Nhẫn ghép 4 len. Và vàng thiệt không phải bạc đó yêu ơi. Vàng thiệt, vàng thiệt. 6.7 em chú tình yêu Thẩm Trần. Rồi dưới đi 13, 14 giùm em nha em không đó. Rồi chốt đơn em 5.4 triệu. Nhẫn đang cầm.
5.4 triệu, sale trân 1.1 triệu nhẫn đang cầm. À, rồi đôi này quá đẹp luôn em, đẹp lắm mấy chị ơi. Bông ghép nha, xuất sắc luôn em. Em sale cho giá 1.2 triệu. 5.4 triệu em chú tình yêu Nguyễn Hương. 1 giờ em lên sòn mấy chị, đăng bán đi thôi. Rồi. Em chúc đơn mấy chị 6.680.000. 6.680. Vô trong hỏi đi giùm em đi, giờ mà còn tư vấn đi mấy chị nó là không có được. Giờ là không có đủ thời gian. 6.684 giùm em bông tai bao đẹp. Rồi sale giá 1.2 triệu Nguyễn Thị Thu Hương. 6.684. Rồi ok la. Rồi em hết. Sao sao? Vòng tay 16.200 em sale có 1.150.000 nè. Khách xả đơn trong like nè mấy chị gái. Mấy chị gái đẹp ơi, mấy chị gái đẹp. Lắc tay BBL. Ni tay 52 trả lại giùm em. À, quá đã cho một cuộc tình. Rồi. Bonbi xả 0.000.000. Lưu ý giùm em, cái nào em không có chỉnh sửa đi được mấy chị lưu ý giùm em nha. Cái nào có chỉnh sửa đi được còn ấy. Rồi, chốt giùm em là 16.200, dòng này chỉnh sửa đi được nha mấy chị. Nhẫn ni số 10, số 11 giùm em, không chỉnh ni. Nhẫn vàng hồng không chỉnh ni, sale tặng 5.020.000. Rồi dòng chỉnh sửa đi được giùm em 16.200. À, em sale giá 1.150.000, 16.2, dòng nữ hoàng đây trơn. Chốt cho Cherry, Cherry. Ok gái, thank you. Thank you so much. 1.62. Rồi lắc tay giùm em nè. Em sale cho 1.250.000, BBL đồ hiệu luôn. 33.500. Đây trơn nha mấy chị, máy móc máy nha. Nhìn luôn lòng trong giùm em nè, 332. Ni tay 52 trả lại giùm em. Cắt đi được chứ không có ra ni được. Lắc này mấy chị đeo vừa bền, vừa dễ phối đồ, hiệu luôn. Nước ngoài nước trong thì cũng được, về Long Xuyên cũng được. Rồi em chú tình yêu Cherry, 33.500. 33 năm à. Rồi hen kiều. Con để của Thảo Lê mã cái bên đó con. Để đồ lớn để cái bên cho chị đó. Rồi. Rồi 33 năm. Rồi nhẫn giùm em ni ni số 10 11 giùm em, không có chỉnh ni được, si trắng được nha. Không chỉnh ni. Rồi, em chốt với cái nhẫn này đá năm phi mấy chị. Đẹp cái nó vàng trời mây. 5.020.000 em chốt cho tình yêu Bonbi. Em sale cho giá 1.1 triệu. 1.100.000. Ôi đau trà nồi mấy chị ơi. Mới khúc nào 1.550.000, bây giờ sale cho 1.350.000. Rồi chốt đơn giùm em 7 triệu giùm em cái này. 7 triệu. Em sale cho 1.1 triệu. 7 triệu nha. Sale cho giá 1.1 triệu, giá quá đã lẹ. Nhẫn này không mua đừng mua nhẫn nào nữa. Đây em có một cái mặt ổ khóa nè, hiệu luôn em nè. À, đeo mì đeo bi đều được luôn nha, đeo bính không à, đeo sắn không được nha, nhỏ nhỏ được. Rồi em sale luôn cho giá 1.399. Rồi xả mã số 3 nè. Rồi xả mã 3 7 triệu Trúc Quỳnh nè. Đẹp gái ơi. Giờ này bán 5.180.000. 5.180 lẻ lẻ đi bà con ơi. Mình còn có 8 phút rồi bà con ơi. Mấy hai gửi em xuống cái em 7-1 giờ em lên còn đi toilet nữa. 5.180.000. Rồi 14.170 còn đây không mấy chị ơi. Nó nghe này xả gần gần được không? Ôi trời ơi tôi vô lộn rồi. Tôi nói chuyện 147 tôi bị liễu bà. Cái tôi vô 147 á, 5.180 cha ơi. Ni tay 52 trả lại giùm em. 14.170. Ni tay 52 trả lại giùm em. Giá 1.150.000, quá đẹp xuất sắc. Dạ dây đang đeo 13.990, tình yêu Phương Nguyễn ơi. Em có 8 sợi giá 1.599. Rồi ok Ngân ơi, Vinh đẩy vô liền mấy Ngân yêu. Ok bé Ngân yêu. Ôi nó đẹp nè mấy chị. Trắng tươi. Nó như ngọc trinh, nó như bông bưởi luôn giùm em, nó như cái hộp nó trắng như kem trộn luôn đó. Rồi chốt đơn em 14.170.000. 1.417. Ok la lẹ 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 la lẹ la. Rồi em chốt cho đôi này. Quá đẹp đồ bi luôn nè mấy chị. Bi đẹp hàng đặc biệt luôn em, 1.399 đồ bi. Thơm ngon bổ dưỡng. 4.900. 4.900. Rồi con chụp cho Di Bính cho tình yêu Phương Nguyễn coi gì con nhá. 1.399.
à, lấy cộng dây to lấy gì chị gái? Dạ không chị ơi, 1.150.000 được mùa em được thôi ạ. À. À. Rồi 49 năm cho chị Trang Nguyễn. Dạ có đi Mỹ ghê yêu mà đi nước ngoài 2 tuần 3 tuần làm việc hơi lâu. Đi Việt Nam á không chỉnh sửa thì đi nhanh, chỉnh sửa thì đi lâu. Mà có nhiều cái chỉnh sửa không chỉnh sửa vẫn đi lâu, ai biết nó làm gì làm cũng không biết. Nhưng mà bảo đảm là đồ nó đẹp. Uy tín của người lính. Đẹp 100% dù đồ sale gì ha nha mấy chị, em nói trước nha chứ đừng có mua đồ sale mà dị bụng. Ừ đồ sale là phải là đồ cũ, sale là cũ không có không? No. Không có quan niệm đó nghe cả nhà. Đồ sale y như đồ số lượng không khác gì hết. Rồi xả mã số 3, sao dành lộn đá sao vậy? Rồi. Chú em mà xả mã 3. Rồi, xả 10 lấy 10 lấy 1417 cô Hải Đào nè. Xả 13.560.000 nè. Có bấm chị xã luôn rồi đó con. Rồi lấy 13.560.000 ra con. Chiếc nhẫn này em chỉnh sửa đi được nha. Dưới đi 13 trở lại là chỉnh đi được. Đi số 8, số 9, số 10. Từ số 8 đến số 13 nha mấy chị gái. Em sale chân 1.000.000 em bán tặng. Dạ em cảm ơn tình yêu lon trà nồi nha. Dạ làm việc hơi tào lao nhưng mà đồ đẹp lắm mấy chị. Nó tỷ lệ nghịch với đồ. 7.755.000 sale giá 1.000.000. Nhưng mà bữa nay có tiến bộ lên không có chữ lắm. Không có bị la. À, tưởng bữa nay là cũng chuẩn bị tinh thần này sẽ bị la 7755. Hôm qua nó đi mua bánh gì cho ăn mà không mua bánh nổi đâu, mua bao trà sữa uống đó ghê. 13.560.000 sale giá 1.200.000. 775 là em chốt tình yêu ngân hết tiền nó không nghe thôi mấy chị mới công gọi là tốn tiền. 7750 nè con. Rồi 13.560.000 chỉnh sửa đi tay được nha mấy chị, sáng cái eo sáng như kim cương vậy đó. 5180 con vô cho cô Trang chưa? Nghe yêu. Má 518 má gì nè Kiều Trang comment hoài vậy con. 13.560 là tình yêu Trúc Thanh nè. Ừ mấy chị. Ngứa đâu biết nói gãy. Định kể vô này cho mấy chị nghe mà em mất cỡ quá. Không hả mấy chị nhớ chắc tới em nói cái đùi em nở một hồi sao. Không phải mấy chị bị ghẻ mấy chị ơi. Nhà sửa đắng xi măng hay gì đó rồi cái nước nó dơ. Chồng nó nói trời Phật độ cái giò nó bị ghẻ mà nói gì ta nổi một mùi son. Em dễ em về em kể chồng em nó điên gì mình mấy với cái lá bông nè mấy chị. Chồng nó ở dơ vậy Vinh nó nè mấy chị nổi ghẻ quá trời luôn mà mấy chị gì luôn ngứa chị tối ngứa như khuy đột vậy. Chồng nó lại luôn biết làm gì mà mình mấy nó ghẻ không biết. Rồi nó nói gì hơi được lên like nói gì ta nghe bị ghẻ nha bà. Nó nói lên nói luôn nè mấy chị không biết bị gì nữa từ lúc sửa nhà tới giờ là ngứa chịu không nổi luôn mấy chị, ngứa sột sột như khuy đột á. Nè em chốt đơn mấy chị luôn này. Cái về đó chồng mắc cười lắm chồng. Nói với mấy chị bây giờ là may mắn hơn lắm rồi. Bây giờ một mùi son còn nổi với giò nữa. Ai ngờ giờ cỡ ra là bị ghẻ hả ba ơi là ba. Cười muốn gần chết. Rồi con lấy luôn dây bính cho cô yêu kia. Không phải dơ, chồng hỏi ông Vinh ơi dơ vậy không kêu mày nghe vậy chồng không kêu mày tao. Tại em dịch lại gì đó. Rồi bông này em chốt cho 1399. Đi dấn xi măng hay gì mấy chị ngước chịu không nổi từ lúc sửa nhà tới giờ. Trời ơi Út Vàng ơi chết em luôn rồi. Đừng có đồn em nghe. Để chiều nay em đi bác sĩ thôi. Chứ giờ em xích thuốc nó bự mà em không có hết được luôn á. Nó ngứa mà nha. Mà em nói mỗi lần tắm xong là nó ngứa. Tắm xong là nó ngứa không biết cái bình thường á. Nè em không ăn mấy chị. Tối nay em xứ gì em xứ ăn chứ em không ăn. Em không ăn không ăn à. Rồi chút đơn em 2.630.000. 2.630. Rồi em móp nha. Còn 2 phút nữa em móp đó. Con Thiên Nga nè nhắn em sale cho 1.000.000 nè. 1 giờ lên sòn nha. À, Sara Châu ơi lấy 2.630 hết con. 2.63. Rồi em sale cho 1.000.000 nè mấy chị. 4.550.000. 1.000.000 nha em sale cho 4.550.000. 1.000.000. Sale 4.500.000. Quá trời đồ luôn. Em muốn biết like tới đời nào hết cho mấy chị nữa. Mà em vẫn còn đi đặt hàng nữa. Rồi 4.550.000 em cho tình yêu Võ Hương. 4.500.000. Dòng ba len này mấy chị. Dòng này có chỉnh ni rồi nha. Ni tay 53, 54 trở lại giùm em nè. Em chốt cho 1399 đồ bi đặc biệt đẹp luôn á. Rồi em chốt mấy chị 4.550.000 sale giá 1.000.000. Nhẫn này em sale 900 nha em đề nghị nhẫn này thay hộp màu trắng đi. Máu ơi. Vô sổ cho anh Vinh thay hộp này màu trắng đi con. Hai trắng má mới được. Rồi 4.550.000 nè con. Ờ để em mua gì pha lỏng em tắm đi. Trời ơi. Nè con chút gò nó chai đó. Sena Sene gì đó. Không biết pha nào đó. Nè con thay hộp màu trắng đi. Vô sổ.
to đùng luôn mấy chị. Chốt đơn em 41.600.000, 4.500.000 năm chốt chai rồi. À, em bán giá mềm xèo cho mấy chị, em nhờ số lượng nhiều đó mấy chị. Nè rồi, quá trời đẹp mem chưa. Chụp hình xong bây giờ ban ngày thì tự bạn ấy đăng đi rồi nộp cho tôi đi, tối tôi đăng thêm nha. Rồi chốt đơn mem này. Giá quá đẹp cho một cuộc tình. Giờ cũng uống nọc cái nồi tiết tố chứ cơ gì nữa. 4 viên phải không? Đợi tôi một chút. Rồi 416. Nhận 900 ngàn đi thay hộp mày học đỏ lúa à. Rồi, em có đôi bông tai này quá modern nè cả nhà. Em sale cho 1.2 triệu thôi. Xả 7 triệu phải không? Ok ok, để Vinh lên. Rồi, bye bye. Lên đôi bông này xong nói với Vinh bye bye nha. 1 giờ Vinh lên sòn, Vinh cân đối với mấy chị khách sòn. Đấy nha. 41.600.1399 nè. Phan Ngọc Trâm Âm với 416 cho con. Vinh nói cái Vinh đi toilet cái nghỉ ngơi cái mấy chị 1 giờ lên. À, rồi. Chốt đơn giùm em. 5.500.000 đôi này. Dây em đeo 13.990.000 nè mấy chị gái. Đó, đẹp xuất sắc luôn em đó. 5.500.000 sale giá 1.200.000. Mai Thi xã 188 nhân viên mắm xã rồi chị gái. Rồi à, chờ ta chuẩn bị xuống cái xã giờ 6.700.000 nè. À, rồi chốt đơn em 5.500.000. 1 giờ lên mấy chị, 1 giờ lên sòn. Nói 10 giờ lên yến, 1 giờ lên sòn đích đẩy. À, đứt đẩy bà ơi, rồi bị dục đôi bóng tiêu rồi. 5.500.000 dùm em nha. Cho nó cùng ý kiến đấy con. Giang đeo 13.990.000, Ngô Thanh Trúc còn 2 cộng rồi cơ. 8 cộng còn 2 cộng, chút đơn lẹ. Bông modern dùm em 5.500.000. Sao giá 1.200.000. Dòng 41.600.000 em bán 2.000.000 lùng trừng phạt. Rồi bye bye mấy chị nha, bye bye.